Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 331, đánh huynh đệ của ta. Tham sống sợ chết. Ai mà không sợ chết chứ? Đừng nói là Mạc Vân Khởi, kể cả Diệp Huyên cũng sợ chết đây, hoặc nói cách khác là không muốn chết. Người sống trên đời có quá nhiều điều bận lòng, quá nhiều chuyện tốt đẹp, nếu có thể sống tiếp thì ai lại muốn chết chứ? Nhưng nếu không thể không chết thì cũng hết cách. Cũng như lúc này vậy. Vốn dĩ Mạc Vân Khởi có thể trốn, nhưng hắn ta lại không trốn, suy nghĩ của hắn ta là có thể ngăn được lúc nào hay lúc này, cố hết sức tranh thủ thời gian vì Diệp Huyên. Vì một khi thành sập, kỵ binh xông lên, khi đó thật sự là một chuyện mang tính hủy diệt với Khai Dương Thành. Mạc Vân Khởi lau máu tươi trên khóe miệng, vẻ mặt hắn ta rất dữ tợn, cứ thế đi về phía người đàn ông cầm đại dao. Người đàn ông cầm đại đao đột nhiên run lên, một giây sau, gã ta xuất hiện trên đầu Mạc Vân Khởi, sau đó chém thẳng đao về phía Mạc Vân Khởi. Đao chém xuống, có tiếng xé rách chói tai vang lên. Ánh mắt Mạc Vân Khởi vô cùng lạnh lẽo, hắn ta cũng không chặn đao này lại mà mở tay phải ra, một thanh phi đao bay ra từ trong lòng bàn tay hắn ta. Chặn đao. Hắn ta biết mình không chặn được. Vì thế hắn ta chọn lấy mạng đổi mạng. Nếu còn không được thì lấy lùi làm tiến, dùng mạng khiến đối phương bị thương cũng được, hắn ta chỉ có thể làm được đến đó mà thôi. Khi thanh đao kia còn cách đỉnh đầu Mạc Vân Khởi mười mấy cm thì đột nhiên dừng lại. Vì có một thanh kiếm đang đè lên lưỡi đao, thanh kiếm này chặn lại hết tất cả sức mạnh trên đại đao. Mà phi đao của Mạc Vân Khởi cũng không thể đâm vào bụng người đàn ông, vì dưới quần áo của gã ta là một cái áo giáp đen, áo giáp này đã chặn phi đao lại. Người đàn ông đè đại đao trên tay phải về phía trước. Ầm. Thanh kiếm bị đánh bay, nhưng một giây sau nó lại bay đến. Người đàn ông cau mày, vung đao một cái. Ầm. Thanh kiếm lại bị đánh bay một lần nữa, nhưng người đàn ông cũng lùi về sau khoảng mười mấy trượng. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một người đàn ông chậm rãi đi tới. Diệp Huyên. Vào lúc nhìn thấy Diệp Huyên, binh sĩ trên tường thành lập tức sôi trào, vô số tiếng gào thét không ngừng vang vọng. Sĩ khi dâng cao. Mà sau khi nhìn thấy Diệp Huyên, Khương Cửu đang đánh nhau với người ta đến mức khuôn mặt dính đầy máu tươi cũng nở nụ cười. Đến rồi. Hắn đến rồi. Ngoài Diệp Huyên còn có Kỳ An Chi, Bạch Trạch và tất cả học viên của Học viện Thương Lan đi cùng. Những học viên này đã xông lên tường thành. Chém giết với những cao thủ lăng không cảnh kia. Binh lính bình thường không thể đánh lại những lăng không cảnh này, nhưng học viên của Học viện Thương Lan không sợ, trong bọn họ, yếu nhất cũng là lăng không cảnh rồi. Ở một nơi khác, khi hai người Lý Mục nhìn thấy Diệp Huyên, Lý Mục lập tức nở nụ cười u ám, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Trước đó Diệp Huyên vẫn luôn không xuất hiện, trong lòng ông ta vẫn hơi lo lắng, không phải vì lo Diệp Huyên chạy trốn. Mà là lo Diệp Huyên sẽ dở trò khác. Ám chủ ở bên cạnh hỏi, ra tay nhé. Lý Mục lắc đầu, bảo người của ngươi điều tra xung quanh trước, người nọ cũng không ngốc, có thể còn có chiêu khác, cho dù thế nào, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút thì hơn. Ám chủ gật nhẹ đầu, xoay người rời đi. Lý Mục nhìn về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa, trong mắt mang theo sát khí lạnh lẽo. Vì đối phó với Diệp Huyên, Học viện Thương Mộc đã trả giá rất nhiều, lần này không thành công cũng phải thành nhân. Diệp Huyên đi tới bên cạnh Mạc Vân Khởi ngã xuống, Diệp Huyên đỡ lấy hắn ta, sau đó lấy một viên đan kim sang ra cho vào miệng Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi đến muộn chút nữa, chúng ta chỉ có thể đợi làm huynh đệ kiếp sau thôi. Diệp Huyên vỗ vai Mạc Vân Khởi, nhẹ giọng nói còn lại cứ giao cho ta. Nói xong. Hắn đưa Mạc Vân Khởi đến chỗ Bạch Trạch trên tường thành, sau đó xoay người ra chiêu. Vụt. Đầu của một tên đạo binh thế giới ngầm cách đó mười mấy trượng lập tức bị kiếm quang của hắn xuyên thủng. Một giây sau, kiếm quang di chuyển tựa như chớp giật, cách đó mấy chục trượng, năm sáu binh sĩ của Sở Quốc thoáng chốc bay đầu, máu tươi phun ra như đài phun nước. Hạ gục trong nháy mắt. Phi kiếm của Diệp Huyên quá nhanh. Những đao binh của thế giới ngầm và binh sĩ lăng không cảnh của Sở Quốc hoàn toàn không thể ngăn cản được. Chẳng mấy chốc, những binh sĩ kia đều chạy khỏi thành, trên tường thành chỉ còn lại binh sĩ của Khương Quốc.
Bên dưới, những binh sĩ Sở Quốc vốn dĩ đang công thành cũng không hiểu vì sao đều lùi lại, lùi rất nhanh, chưa được nửa khắc đã lùi đi hết, để lại một vùng đầy thi thể, khắp nơi đầy mùi máu tanh gai mũi. Lý Mục ở xa đi tới dưới thành, bên trái ông ta là người đàn ông cầm đại đao, mặt gã ta không chút cảm xúc, đại đao trong tay không ngừng quay cuồng, mỗi lần quay cuồng đều sẽ mang theo đao mang. Còn bên phải Lý Mục thì chính là Lý Mộc Lâm. Ngoài ra ở phía xa sau lưng ông ta còn có một người đàn ông lưng đeo trường cung, cũng là yêu nghiệt đến từ Thanh Châu. Lý Mục đi tới dưới tường thành, ông ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Diệp Huyên ở bên trên, cười lạnh, Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên trên tường thành đột nhiên nhảy xuống, sau khi đáp xuống đất, hắn đi tới trước mặt Lý Mục, nhìn thẳng vào Lý Mục, đừng nói nhảm, ta không muốn nghe. Nói xong, hắn nhìn thẳng vào người đàn ông cầm đại đao bên cạnh Lý Mục, dám đánh huynh đệ của ta, ai cho ngươi cái gan đó vậy? Nói xong, hắn búng tay một cái về phía người đàn ông, một thanh kiếm bay ra từ trong người hắn. Xa xa, người đàn ông cầm đại đao híp mắt lại, gã ta sải bước về phía trước, sau đó chém xuống một cái. Ầm! Một đao bổ xuống, đại đao rung lên dữ dội, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt gã ta, người đàn ông híp mắt lại, cầm đao chém về phía trước một lần nữa. Đao thế vô cùng bá đạo. Mà lúc này, Diệp Huyên đâm một chiêu kiếm lên trên đại đao, chỉ đâm một cách rất đơn giản, nhưng trong kiếm lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Ầm! Sau một tiếng kim loại chói tai, người đàn ông cầm đại đao lập tức lùi xa mấy chục trượng, gã ta vừa dừng lại, một thanh phi kiếm đã bay đến, người đàn ông nâng đao chặn lại. Chương 332, Hắc Diễm quân ra trận. Ầm! Đại đao rung lên dữ dội, cả người lẫn đao của người đàn ông lại lùi về sau mấy chục trượng một lần nữa. Mà lúc này, hai tay người đàn ông đã nứt ra hai lỗ hổng sau, máu tươi tuôn ra. Người đàn ông đại đao ngẩng đầu nhìn lên Diệp Huyên cách đó không xa, một giây sau, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Nhất kiếm định sinh tử. Sau khi cảm nhận được sự đáng sợ của chiêu kiếm này, sắc mặt người đàn ông cầm đại đao hoàn toàn thay đổi, lần này, gã ta không dám nương tay nữa, tay cầm đao xoay tròn tại chỗ, vô số đao mang lập tức rung động xuất hiện, trong nháy mắt đã bao phủ Diệp Huyên và chiêu kiếm của hắn lại. Xung quanh thoáng yên tĩnh. Trong đao mang kia đột nhiên có kiếm quang xuất hiện. Ầm. Đao mang kia lập tức bị đánh vỡ, sức mạnh to lớn nháy mắt khiến người đàn ông liên tục lùi về sau, mà gã ta còn chưa lùi được mấy bước, đã bị một thanh kiếm chĩa vào giữa lông mày. Phi kiếm. Diệp Huyên còn đứng ở chỗ đối diện cách người đàn ông cầm đại đao mấy trượng, nhưng thanh kiếm đã chĩa vào giữa lông mày gã ta. Lúc này thuật ngự kiếm của hắn đã đạt đến một mức độ đáng sợ rồi. Diệp Huyên chậm rãi đi về phía người đàn ông, huynh đệ ta mà ngươi cũng muốn bắt nạt sao? Dứt lời, hắn vung tay phải lên. Kiếm liên tú xuyên qua giữa lông mày người đàn ông. Phập! Máu tươi chảy ra từ sau gáy gã ta. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đang có mặt thay đổi, đặc biệt là Lý Mục ở cách đó không xa, lúc này ông ta đang rất sợ hãi. Vì ông ta phát hiện Diệp Huyên đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Lúc này mới bao lâu đâu chứ? Hắn là ma quỷ sao? Lý Mục nhìn Diệp Huyên, lúc này, ông ta cuối cùng cũng hơi hoảng sợ rồi. Tốc độ trưởng thành của Diệp Huyên quá nhanh, ông ta không thể không thừa nhận nếu còn tiếp tục như thế, trong vòng 3 năm Diệp Huyên rất có thể sẽ lên đến kiếm chủ, thậm chí là không cần đến 3 năm. Việc này quá đáng sợ. Nghĩ đến đây, Lý Mục càng kiên định với suy nghĩ của mình hơn. Diệp Huyên phải chết. Đến bây giờ, cầu hòa hoàn toàn là chuyện không thể nào. Lý Mục nhìn ám chủ bên cạnh, chuẩn bị đi. Ám chủ gật nhẹ đầu, lặng lẽ biến mất. Diệp Huyên xa xa đi tới trước thi thể của người đàn ông cầm đại đao, giơ tay phải ra, đại đao xuất hiện trong tay hắn. Linh khí bậc minh thượng phẩm. Thanh đại đao này ít nhất có thể bán được khoảng 150 triệu kim tệ, thậm chí là nhiều hơn. Diệp Huyên hơi cong môi, đây là một khoản tiền không nhỏ, dù không phải thanh kiếm, nhưng hắn có thể dùng nó đổi lấy một thanh kiếm bậc minh. Sau khi lấy đại đao, hắn vung tay phải, nhẫn chứa đồ bay vào tay, trong nhẫn chứa đồ có tổng cộng hơn 100 triệu kim tệ, cũng có hơn 200.000 linh thạch cực phẩm, còn có không ít thứ khác, đồ tốt khá ít nhưng cũng không tệ lắm, có thể đổi được hơn 10 triệu kim tệ.
Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ đi, nhìn thi thể dưới đất, người càng tài thì trên người càng có nhiều thứ hơn. Nghĩ đi nghĩ lại nếu có người giết hắn, có lẽ đối phương sẽ có thể lấy được một khoản tiền lớn đấy. Ở thế giới tàn khốc này, giết người cướp của mãi mãi là cách phát tài nhanh nhất. Diệp Huyên như nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn về phía Lý Mộc Lâm cách đó không xa, Lý Mộc Lâm híp hai mắt lại, tay phải nắm chặt lấy trường thương. Diệp Huyên chậm rãi đi về phía Lý Mộc Lâm nhìn chằm chằm vào hắn, ta sẽ đi, mãi mãi không bước vào Khương Quốc nửa bước. Diệp Huyên dừng bước, Lý Mộc Lâm lại nói, ta chưa từng giết bạn của ngươi. Nói xong, hắn ta búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thoáng qua, bên trong có 200 triệu kim tệ. 200 triệu. Lý Mộc Lâm nhìn Diệp Huyên, ta đến đây chỉ để kiếm tiền thôi, không có mối thù sống chết với ngươi, dùng chiếc nhẫn chứa đồ này để kết thúc ân oán giữa hai chúng ta, được chứ? Diệp Huyên hỏi, vì sao? Lý Mộc Lâm nói, đã không đáng nữa, bây giờ lùi bước vẫn còn kịp, đương nhiên phải xem ý của ngươi. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn chứa đồ, đi đi. Thật ra nếu Lý Mộc Lâm trốn bên trong những cấm quân kia, hắn sẽ không làm gì được đối phương. Dù sao hắn vẫn chưa đạt đến trình độ một mình đánh đại quân 100.000 người. Đối phương làm như thế thật ra là muốn kết thúc ân oán, không muốn sau này hắn phải bảo vệ đối phương và gia tộc của đối phương. Như Lý Mộc Lâm nói, kết thúc tất cả ân oán. Lý Mộc Lâm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sau đó xoay người đi, cách đó không xa, Lý Mục đột nhiên châm chọc, đường đường là thế tử của thế gia hàng đầu Thanh Châu mà lại chịu thua như thế sao? Lý Mộc Lâm nhìn Lý Mục, chịu thua. Phải, ta chịu thua, ta đánh không lại hắn, nhận rõ thực lực của mình thì sai à? Dứt lời, trường thương trong tay hắn rung lên dữ dội, phát ra tiếng ong ong. Thấy cảnh này, sắc mặt Lý Mục lập tức trở nên khó coi. Đột phá tâm cảnh. Lý Mộc Lâm cũng ngây người, sau đó hắn ta cười như điên, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ha ha, Diệp Huyên, sau này gặp lại ở Trung Thổ Thần Châu, chắc chắn ta sẽ tìm người đấu một trận. Dứt lời, hắn ta đã biến mất ở phía xa. Lý Mộc Lâm. Diệp Huyên im lặng, thế giới này trước giờ đều có không ít thiên tài yêu nghiệt. Lần sau gặp lại, có lẽ đối phương đã trở thành một người khác rồi. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung lên. Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt, một giây sau, mọi người đưa mắt nhìn về phía xa, một đội kỵ binh đang vội vàng chạy đến, chỗ kỵ binh đi qua, mặt đất có ngọn lửa màu đen cháy lên. Hắc Diễm Quân. Thấy cảnh này, sắc mặt tất cả binh sĩ Khương Quốc trên Khai Dương Thành đều trở nên tái nhợt. Hắc Diễm Quân ra trận, ai có thể đấu lại đây? Chương 333, chính là phải xông pha, phải đánh nhau. Hắc Diễm Quân. Đội quân thần bí có vô số truyền thuyết ở địa giới Thanh Châu. Lúc này, nó đã không phải là truyền thuyết nữa, nó xuất hiện trong tầm mắt mọi người một cách chân thực. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn đội kỵ binh này. Diệp Huyên cũng nhìn theo, không thể không nói đội kỵ binh này thật sự rất mạnh, còn mạnh hơn đạo binh của Học viện Thương Mộc mà hắn từng gặp lúc trước. Đội kỵ binh này tràn đầy sát khí. Thế không thể đỡ. Cảm giác bọn họ đem lại cho người khác chính là như thế. Rất mạnh. Thật sự rất mạnh. Lúc này, sắc mặt tất cả binh sĩ của Khương Quốc đều tái nhợt, trong mắt rất nhiều người mang vẻ sợ hãi. Thấy cảnh này, Khương Cửu trên tường thành lập tức xa sầm mặt. Tướng sĩ một quân có cái gì quan trọng nhất? Đương nhiên là quân tâm và khí thế. Còn chưa đánh nhau đã không có khí thế, một khi thật sự đánh nhau, rất có thể sẽ thua trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên bên dưới đột nhiên xông về phía Hắc Diễm Quân. Lúc này, Diệp Huyên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hắn làm gì vậy? Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Khương Cửu siết chặt hai tay, nàng ấy nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đầu óc đã trống rỗng. Cứ thế, trong ánh mắt của vô số người, tốc độ của Diệp Huyên ngày càng nhanh, trong tay phải hắn còn cầm theo kiếm Liên Tú. Chiến ý. Trên người Diệp Huyên phát ra chiến ý ngút trời. Chiến. Suy nghĩ của Diệp Huyên rất đơn giản, chính là muốn chiến đấu. Đánh thắng, đánh không thắng. Hắn không suy nghĩ quá nhiều.
Tuổi trẻ là phải nhiệt huyết, phải xông pha, phải đánh nhau. Nếu thật sự đánh không lại thì hẳn chạy. Tốc độ của Diệp Huyên càng lúc càng nhanh, lúc này, chiến ý trên người hắn cũng ngày càng mạnh, mà Hắc Diễm Quân ở đối diện hắn cũng không dừng lại, chẳng những không ngừng mà tốc độ của bọn họ càng nhanh hơn. Một người đấu với 100 người. Trông là chuyện không thể nào xuất hiện, nhưng lúc này lại diễn ra. Mọi người nhìn Hắc Diễm Quân kia phóng về phía Diệp Huyên. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hai bên ngày càng gần. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Diệp Huyên tung người nhảy một cái, một giây sau, hắn vung một chiêu kiếm về phía một kỵ binh Hắc Diễm. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm chém xuống, có tiếng kiếm reo vang vọng. Kỵ binh Hắc Diễm kia đâm trường thương trong tay về phía trước, không có chút động tác hoa mỹ nào, cực kỳ ngắn gọn. Thương kiếm chạm vào nhau. Ầm. Mặt đất bên dưới hai người rung lên, trường thương trong tay kỵ binh Hắc Diễm kia lập tức nứt ra, Diệp Huyên thẳng thừng chém kiếm trong tay xuống, chiêu kiếm này chém thẳng lên đầu kỵ binh kia. Ầm. Kỵ binh lập tức bị đánh bay ra ngoài, bay xa mười mấy trượng, cuối cùng ngã ầm xuống đất. Sau khi ngã xuống đất, gã ta vừa đứng dậy đã ngã thẳng xuống, chẳng mấy chốc đã có máu tươi chảy ra dưới mặt nạ. Cả người bên dưới áo giáp của tên kỵ binh này đã nứt toác. Nhưng mũ giáp vẫn không nứt ra, bên trên chỉ là một vết kiếm thật sâu. Sau khi đánh bay kỵ binh này với một chiêu kiếm, Diệp Huyên không đấu tiếp nữa, sau khi đáp xuống đất, hắn dậm nhẹ mũi chân bay về phía sau, tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt một cái đã trở về trên tường thành. Xung quanh yên tĩnh một lúc, sau đó trên Khai Dương thành vang lên tiếng hoan hô. Diệp quốc sĩ! Diệp quốc sĩ! Vô số người cùng la lên. Lúc này, sĩ khí của binh sĩ Khương Quốc khi nãy đã rơi xuống đáy vực lập tức dâng cao, xông thẳng lên trời. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyên, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên ánh sáng khác thường. Trước đó nếu không ai ra mặt, chắc chắn Khương Quốc sẽ không chiến mà bại, vì còn chưa đánh, sĩ khí của binh sĩ Khương Quốc đã hoàn toàn mất hết, dưới tình huống này thì đấu kiểu gì. Cũng may có Diệp Huyên đứng ra. Diệp Huyên dùng thực lực nói với tất cả binh sĩ Khương Quốc là Hắc Diễm Quân cũng không mạnh đến thế. Vô số binh sĩ Khương Quốc trên tường thành chiến ý vang dội, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Mà sắc mặt Diệp Huyên lại rất nghiêm túc, vì lúc này, hắn đã biết được thực lực của Hắc Diễm Quân rồi. Nếu không phải khi nãy triển khai nhất kiếm định sinh tử, có lẽ chiêu kiếm khi nãy của hắn không giết được đối phương. Thực lực của những người này đều là phụ. Quan trọng nhất là trang bị của bọn họ thật sự quá tốt, mũ giáp của binh sĩ Hắc Diễm kia còn có thể đỡ được một kiếm của hắn. Phải biết rằng thanh kiếm của hắn là chân kiếm đấy. Hắn giết một tên cũng mất sức như vậy, nếu để đội kỵ binh Hắc Diễm này tiến vào Khai Dương Thành, những binh sĩ Khương Quốc nên ngăn cản kiểu gì đâu. Hoàn toàn không ngăn cản được. Diệp Huyên chậm rãi siết chặt kiếm liên tú trong tay. Dù lấy lá bài tẩy ra cũng không thể để binh sĩ Khương Quốc đối mặt với đội kỵ binh Hắc Diễm này được. Nhưng vào lúc này, Lý Mục dưới thành không xa đột nhiên nói, Diệp Huyên, hôm nay chính là giờ chết của ngươi đấy. Dứt lời, ông ta xoay người nhìn về phía những kỵ binh Sở Quốc kia, lúc thành sập, sau khi các ngươi vào thành có thể muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm. Nghe thấy câu này, vô số binh sĩ Sở Quốc lập tức trở nên xôn xao. Có nghĩa là sau khi tiến vào thành, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm đó. Lý Mục quay đầu nhìn về phía Khai Dương Thành tấn công. Sau câu này, vô số binh sĩ Sở Quốc xông về phía Khai Dương Thành giống như thủy triều, cùng lúc đó, gần 30 cái bóng áo đen đột nhiên xuất hiện trong nhóm binh sĩ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 334, không ngờ ngươi đã đạt đến kiếm chủ rồi. Đạo binh thế giới ngầm. Khương Cửu trên tường thành tiến lên trước một bước, đấu đến cùng. Đấu đến cùng. Vô số binh sĩ trên tường thành cùng nhau gào thét. Trận chiến bắt đầu. Vô số mũi tên trút xuống như mưa to gió lớn, thi thể dưới thành ngày càng nhiều, một vài binh sĩ lăng không cảnh của Sở Quốc cũng leo lên tường thành, ngoài ra còn có mấy chục đạo binh thế giới ngầm, đặc biệt là những đạo binh này, sau khi xông lên tường thành. Một vài binh sĩ bình thường của Khương Quốc hoàn toàn không ngăn cản được, dù là quân cảm tử Khương Quốc bồi dưỡng cũng không làm gì được.
hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bạch Trạch và Kỳ An Chi bên cạnh Diệp Huyên đã xông lên. Diệp Huyên không ra tay, sự chú ý của hắn đều đặt trên đội kỵ binh Hắc Diễm kia. Đội kỵ binh Hắc Diễm này vẫn chưa ra tay. Lúc này, có mấy bóng người đi thẳng đến cổng Khai Dương Thành, tốc độ của bọn họ rất nhanh, hầu như đều có thể đi tới trước cổng thành trong khoảng thời gian ngắn, nhưng một giây sau, theo một kiếm quang xuất hiện trước cổng thành, mấy bóng người liên tục lùi về sau. Không biết Diệp Huyên đã xuất hiện trước cổng thành từ bao giờ, cách chỗ hắn không xa có ba tên áo đen. Ba người không chiến đấu với Diệp Huyên mà đều lùi về sau. Lúc trước sau khi thấy Diệp Huyên ra tay, bọn họ hiểu rõ người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, bọn họ sẽ không hy sinh vô ích nữa. Diệp Huyên nhìn Lý Mục cách đó không xa, Lý Mục cười khẩy, ông ta nghiêng đầu nhìn lại, đến lượt ngươi ra tay rồi. Sau câu nói của Lý Mục, một cô gái đi ra từ trong đám binh sĩ. Cô gái mặc váy dài màu trắng đen, váy dài chạm đất, bên trên điểm xuyết ba đóa hoa mai màu đỏ, nàng ta ôm một cây tỳ bà màu xanh biếc trong tay. Vẻ ngoài cô gái không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng rất được, thuộc kiểu càng nhìn càng thấy đẹp. Nàng ta chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, quan sát Diệp Huyên, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ ngoài An Lan Tú, địa giới Thanh Châu vẫn còn thiên tài thế này, thật khiến người ta thấy ngạc nhiên đó. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, thế này nhé, ta mang ơn cô rời đi, sau này ta sẽ trả ơn cho cô, được chứ? Cô gái lắc đầu, chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, bọn họ bỏ ra 10 triệu linh thạch cực phẩm thuê ta khống chế ngươi. Nếu có thể giết ngươi sẽ được 50 triệu, hỏi một câu thôi, ơn tình của ngươi có trị giá 50 triệu không? Diệp Huyên nhún vai một cái, thế không có gì phải bàn nữa. Dứt lời, Diệp Huyên đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Cô gái nhếch môi, bàn tay nhẹ nhàng gảy đàn tỳ bà. Đang. Tiếng đàn tỳ bà như sấm sét nổ vang, hơn trăm binh sĩ đứng khá gần nàng ta lập tức chảy máu thất khiếu, ngã hết xuống đất. Cả Diệp Huyên cũng lùi đến trước cổng Khai Dương Thành. Hắn vừa mới dừng lại, khóe miệng đã có máu tươi chậm rãi chảy ra, kiếm liên tú trong tay hắn cũng không ngừng rung lên. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía cô gái, nàng ta mỉm cười như gió xuân ấm áp, tự giới thiệu một chút, Khương Chỉ Qua, người của Thiên Âm Môn, trước binh đao thiên quân vạn mã, một khúc tỷ bán có thể làm ngừng chiến. Bây giờ đứng thứ 11 trong bảng yêu nghiệt, nhưng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào 10 vị trí đầu. Nói xong, nàng ta cười khẽ, một giây sau, nàng ta nhẹ nhàng gảy dây đàn, lập tức có tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn này không thể nhìn thấy. Nhưng mặt đất trước mặt lại dần nứt ra, mãi đến trước mặt Diệp Huyên. Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, hắn hơi nghiêng đầu, giơ tay đâm ra một chiêu kiếm, chỗ mũi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh. Xoẹt! Người Diệp Huyên run rẩy dữ dội, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu nứt ra. Đồng thời còn lan tràn sang xung quanh với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, tường thành ở hai bên trái phải sau lưng hắn đều xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Lúc này, Khương Chỉ Qua đột nhiên tiến lên một bước, nàng ta đi rất tao nhã, nhẹ nhàng gảy một cái lên đàn tỳ bà. Tiếng đàn tỳ bà lập tức vang lên. Âm thanh rất êm tai, nhưng lại là bùa đòi mạng với Diệp Huyên. Hắn biết mình gặp phải cao thủ chân chính rồi. Lần này... Hắn không dám che giấu thực lực của mình nữa, hắn tiến lên một bước, đâm ra một kiếm. Ầm. Một dây đàn lập tức nứt ra. Sau đó, hắn lại tiến lên, đâm tới một lần nữa, chiêu kiếm tạo ra uy thế như biển động sóng trào, thế không thể đỡ. Xoẹt. Diệp Huyên chém ra một kiếm, có tiếng xé rách vang lên, âm thanh rất sắc bén chói tai, đúng lúc này, tay của hắn cũng không ngừng run rẩy, nhưng hắn đã phá được tiếng đàn này rồi. Lúc này, Khương Chỉ Qua ở cách đó không xa sửng sốt, không chỉ nàng ta, ngay cả Lý Mục cũng ngây người. Kiếm chủ. Đầu óc Lý Mục trống rỗng đờ đẫn nhìn Diệp Huyên. Chiêu kiếm khi nãy rõ ràng đã đạt đến cấp độ kiếm chủ rồi, hơn nữa kiếm ý còn hơi kỳ lạ. Kiếm chủ. Tay phải Lý Mục khẽ run, ông ta nhìn Diệp Huyên, trong mắt đầu vẻ khó tin, không ngờ ngươi đã đạt đến kiếm chủ rồi. Diệp Huyên gật đầu. Nghiêm túc nói, ta cố ý che giấu là muốn cho ông một bất ngờ. Thế nào, ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Ha ha. Phụt. Lý Mục phun ra một ngụm máu tươi. Chương 335, không thể lùi bước.
Bất ngờ. Sợ hãi mới đúng. Lý Mục thật sự không ngờ Diệp Huyên đã đạt đến cấp độ kiếm chủ rồi. Kiếm chủ và tông sư kiếm đạo thật sự là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy. Tông sư kiếm đạo có thể lớn lối ở Thanh Châu, nhưng ở Trung Thổ Thần Châu chỉ có thể xem là bình thường thôi. Nhưng kiếm chủ thì khác. Thực lực của Diệp Huyên bây giờ đã hoàn toàn có tư cách lên bảng ưu nghiệt rồi, còn có thể đứng trong 10 vị trí đầu nữa. 10 vị trí đầu của bảng ưu nghiệt, ai không phải là tồn tại ưu nghiệt đến mức đáng sợ chứ? Lý Mục siết chặt ta, trong lòng vừa giận vừa sợ. Lúc này, Khương Chỉ Qua ở đối diện Diệp Huyên đột nhiên nhẹ giọng nói, kiếm chủ. Nói xong, nàng ta cất tỳ bà đi, ta cảm thấy ta có thể để ngươi mang ơn ta. Diệp Huyên. Khương Chỉ Qua quan sát Diệp Huyên, nhớ kỹ là ngươi mang ơn ta đấy. Sau này đến Trung Thổ Thần Châu nhớ trả ơn. Nói xong, nàng ta ôm tỳ bà xoay người đi, nhưng lúc đi ngang qua Lý Mục, nàng ta đột nhiên dừng lại nhìn ông ta, chuyện này ta cũng có lỗi, vì để thể hiện sự áy náy của ta chỉ lấy 9 triệu linh thạch cực phẩm của ông thôi. Trả thù lao đi. Nói xong, nàng ta đưa tay phải ra. Nghe vậy, Lý Mục giận dữ nói, ngươi đã muốn chạy mà còn đòi tiền à? Đạo lý gì vậy? Khương Chỉ Qua cau mày, ta từ Trung Thổ Thần Châu đến đây, một đường trải qua biết bao nhiêu gian khổ. Lấy chút phí dịch vụ của ông thôi mà, thế nào, ông còn không chịu à? Lý Mục cực kỳ tức giận, ngươi đến đây bằng truyền tống trận, vất vả cái gì chứ? Lão Phu cho ngươi biết, nếu muốn 10 triệu linh thạch cực phẩm, được thôi, giữ chân hắn, sau khi xong chuyện, Lão Phu sẽ dâng linh thạch cực phẩm bằng hai tay, nếu không. Khương Chỉ Qua hít hai mắt lại, nếu không ông còn muốn đánh ta à? Nói xong, nàng ta tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Lý Mục sao, cảnh giới cao ghê gớm lắm à? Ông đụng vào ta một cái thử xem. Lý Mục tức muốn nổ phổi. Đánh Khương Chỉ Qua. Ông ta muốn đánh thật, nhưng lại không thể đánh. Khương Chỉ Qua trước mặt là tồn tại đứng thứ 11 trong bảng ưu nghiệt đấy. Đây còn chưa tính là gì, quan trọng nhất là Thiên Âm Môn sau lưng nàng ta, đó là thế lực mạnh hơn Học Viện Thương Mộc rất nhiều. Nếu đánh, chắc chắn sẽ chọc phải tổ ong vò vẽ. Khương Chỉ Qua nhẹ giọng nói, hừ, không trả cũng được, sau khi trở về Trung Thổ Thần Châu, ta sẽ ra khiêu chiến sinh tử với Học Viện Thương Mộc. Nói xong, nàng ta xoay người đi. Khiêu chiến sinh tử. Sắc mặt Lý Mục lập tức thay đổi. Học Viện Thương Mộc làm gì có ai đánh thắng cô gái này chứ? Nếu cô gái này đến Học Viện Thương Mộc rõ ràng là ức hiếp người khác mà. Quan trọng nhất là vì thế, rất có thể sẽ khiến Học Viện Thương Mộc trở mặt với Thiên Âm Môn. Lý Mục búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Khương Chỉ Qua, một giây sau, nàng ta nhận lấy nhẫn chứa đồ. Sau đó xoay người cười khẽ với Lý Mục tiền bối, hợp tác vui vẻ. Nói xong, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên ở cách đó không xa, kiếm tu, nhớ kỹ là ngươi còn mang ơn ta đấy, đừng quên nhé. Dứt lời, nàng ta nhanh chóng biến mất ở phía xa. Diệp Huyên thấy thế thì lắc đầu, chưa từng gặp người vô liêm sỉ thế bao giờ. Nói xong, hắn biến mất khỏi vị trí ban đầu. Vụt vụt vụt. Ba thanh phi kiếm bay ra từ trong người hắn, trong nháy mắt đầu của ba đạo binh thế giới ngầm trên tường thành bị chém bay ra ngoài. Nếu đã phơi bày lá bài tẩy, đương nhiên hắn không giấu giếm thực lực của mình nữa. Thấy cảnh này, Lý Mục cách đó không xa hoàn toàn biến sắc, sau đó, ông ta gào lên, giết, giết đi. Giết. Lúc này, ông ta đã không chú ý được nhiều chuyện như thế nữa rồi. Diệp Huyên đã lên đến kiếm chủ. Đây thật sự là một tin như sấm sét giữa trời quang với ông ta và Học Viện Thương Mộc. Tuyệt đối không thể để Diệp Huyên sống tiếp, vì nếu Diệp Huyên đến Trung Thổ Thần Châu, với thực lực và thiên phú của hắn bây giờ, chắc chắn sẽ có thế lực chịu chấp nhận hắn, mà có thể nói là rất nhiều. Nếu nói một tông sư kiếm đạo còn chưa đủ khiến những thế lực kia ở Trung Thổ Thần Châu chống lại Học Viện Thương Mộc và thế giới ngầm, thì kiếm chủ đã đủ rồi. Trước đó ông ta chỉ kiêng dè Diệp Huyên thôi. Còn bây giờ đã không phải kiêng dè nữa, mà là sợ hãi. Tốc độ phát triển của Diệp Huyên thật sự quá kinh khủng. Lý Mục vừa ra lệnh, mấy binh sĩ sở quốc xung quanh đều xông ra ngoài, ngay cả kỵ binh cũng bắt đầu tấn công. Nhìn thấy kỵ binh bắt đầu tấn công, Diệp Huyên cau mày,
cổng thành chưa phá mà kỵ binh đã tấn công. Lúc này, cổng Khai Dương thành ầm ầm sập xuống. Không một chút dấu hiệu. Tất cả mọi người trên tường thành đều hoảng sợ. Sao lại sập rồi? Khương Cửu quay đầu nhìn Lý Mục dưới tường thành. Vẻ mặt Lý Mục bình tĩnh, trong mắt ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Khi nãy là ông ta ra tay. Trên tường thành, Diệp Huyên nhìn Lý Mục, hắn cũng không ngờ ông ta lại ra tay. Lý Mục là cao thủ trên vạn pháp cảnh. Đối phương là đang mạo hiểm, có thể nói là chó cùng dứt giật. Lúc này, 100.000 thiết kỵ đã xông lên, trận thế như muốn phá hủy cả Khai Dương thành. Diệp Huyên nhảy xuống tường thành, hắn đứng trước cổng thành, cảm nhận thiên quân vạn mã xông lên, hắn nín thở. Hắn bây giờ không thể nào ngăn cản khí thế của thiên quân vạn mã như thế được. Nếu là bình thường, hắn sẽ không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng bây giờ hắn không thể chạy. Sau hắn có Khương Cửu, có Mạc Vân Khởi, có Bạch Trạch, có Học viện Thương Lan, có rất nhiều người Khương Quốc. Trên vai có trọng trách. Không thể lùi bước. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong chớp mắt, kiếm trong tay Diệp Huyên rung lên dữ dội, sau đó, kiếm ý phát từ trong người hắn. Quanh người Diệp Huyên tản ra xương trắng tựa như khói, không phải xương trắng, mà là một thứ giống xương trắng. Kiếm ý thực chất. Thấy cảnh này, Lý Mục ở phía xa hoàn toàn sững sờ. Chương 336, một người canh giữ, không ai có thể mở đường. Kiếm ý thực chất hóa. Đây không phải điều kiếm hoàng mới có thể làm được sao? Kiếm hoàng. Thế giới này làm sao vậy? Đầu óc Lý Mục trở nên trống rỗng, như bị sét đánh trúng. Kiếm hoàng. Thật ra Diệp Huyên vẫn chưa đạt đến kiếm hoàng, kiếm ý thực chất là một đặc trưng của kiếm hoàng, nhưng không có nghĩa nhất định phải là kiếm hoàng. Nếu muốn trở thành kiếm hoàng, tâm cảnh, trình độ kiếm đạo, hiểu biết với kiếm lý đều không thể thiếu. Nhưng, kiếm ý thực chất của hắn bây giờ không liên quan đến cảnh giới, không liên quan đến thành tựu kiếm đạo, mà là diện mạo kiếm ý vốn có của hắn, có thể nói là đặc tính của kiếm ý. Kiếm ý thiện niệm. Chỉ cần nghĩ thiện, muôn sông nghìn núi. Kiếm ý thiện niệm điên cuồng tập trung quanh người Diệp Huyên, thanh kiếm trong tay hắn không ngừng rung lên, kiếm quang xuất hiện, mà lúc này, khí thế trên người hắn cũng lên đến một mức độ đáng sợ. Tá phong chi thế. Tá địa chi thế. Diệp Huyên lúc này dù chỉ là thông u cảnh, nhưng khí thế trên người hắn đã vượt xa thông u cảnh, không đúng, là đã vượt qua thần hợp cảnh, lên thẳng vạn pháp cảnh. Kỵ binh đã đến trước cổng thành. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, hắn tiến tới một bước, không có động tác hoa mỹ gì, chỉ đâm ra một kiếm. Kiếm vung lên, thế và ý quanh người hắn lập tức bao phủ cả kiếm liên tú. Sức mạnh tựa như núi lửa tích tụ vô số năm đột nhiên nổ tung vậy, tạo ra uy thế hủy thiên diệt địa. Ầm. Mấy chục kỵ binh dẫn đầu trước mặt Diệp Huyên lập tức bị chiêu kiếm này đánh tan, kiếm ý mang theo khí thế cực kỳ đáng sợ kéo về phía những kỵ binh còn lại tựa như mưa rào, chỗ nó đi qua, vô số kỵ binh của Sở Quốc ngã xuống đất, chẳng mất bao lâu, trước mặt Diệp Huyên đã có hơn 100 kỵ binh ngã xuống. Tay chân, máu tươi rơi vãi khắp nơi. Uy thế của một kiếm thật sự quá đáng sợ. Mọi người xung quanh ngạc nhiên đến mức ngây người. Đây là chuyện thông u cảnh có thể làm được ư? Đừng nói mọi người xung quanh ngang nhiên, ngay cả bản thân Diệp Huyên cũng thế, vì hắn cũng không ngờ một chiêu kiếm của mình lại đáng sợ như thế. Phải nói là hắn không ngờ kiếm ý thiện niệm của mình lại kinh khủng đến thế. Hắn không nghĩ nhiều nữa, dậm nhẹ chân xuống đất xông ra ngoài. Mười mấy kỵ binh Sở Quốc cách đó mấy chục trượng lập tức ngã xuống đất, nhưng lại hắn nhanh chóng lùi về phía sau, vì những kỵ binh ở phía sau đã xông lên. Không giết hết được. Diệp Huyên lùi về cổng thành chật hẹp, nhiều nhất chỉ cho phép mấy chục kỵ binh cùng tiến vào, chuyện này vô cùng có lợi với hắn. Diệp Huyên vừa lùi về cổng thành, mấy chục kỵ binh đã chạy đến, hắn vung kiếm, kiếm quang quét ngang. Xoẹt. Mấy chục kỵ binh lập tức ngã xuống từ trên ngựa, nhưng một giây sau lại có mấy chục kỵ binh dẫm lên vô số thi thể đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên mở to hai mắt. Xoẹt xoẹt. Hai tia kiếm quang bắn nhanh ra, chỗ nó lướt qua, mười mấy kỵ binh Sở Quốc lập tức bị chém đứt ngang eo, máu tươi rơi xuống. Một giây sau, lại có một nhóm kỵ binh Sở Quốc xông lên, lúc này,
Diệp Huyên búng tay về phía trước, hai thanh phi kiếm bắn nhanh ra từ cánh tay hắn. Phi kiếm bay rất nhanh. Hai thanh kiếm lặng lẽ bay đi, nhanh như chớp, chỗ nó đi qua, một cái đầu rơi xuống đất, máu tươi đầm đìa. Trong nháy mắt, hai thanh kiếm bay lập tức giết chết mấy chục kỵ binh. Thi thể đầy đất. Nhưng một giây sau, lại có vô số kỵ binh Sở Quốc xông vào. Diệp Huyên cười gằn, hắn ghì chặt chân phải xuống đất, vô số đại địa chi lực tập trung về thân thể của hắn. Khởi động đạo tắc. Lúc những kỵ binh kia cách Diệp Huyên khoảng một trượng, Diệp Huyên dầm chân phải một cái, người bắn nhanh ra như mũi tên rời cung. Trước mặt Diệp Huyên. Vụt. Đầu của một kỵ binh Sở Quốc dẫn đầu lập tức bay ra ngoài, sau đó, đám kỵ binh phía sau ào ào ngã xuống đất, khi Diệp Huyên xuất hiện bên ngoài cổng thành, mấy chục kỵ binh phía sau hắn đã ngã xuống hết. Mấy trăm thi thể chồng chất trước cổng thành, kỵ binh đã không thể xông lên nữa rồi. Diệp Huyên chĩa trường kiếm trong tay xuống đất, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống dọc theo thân kiếm liên tú. Đám kỵ binh trước mặt Diệp Huyên đã dừng lại, trong mắt bọn họ lộ vẻ sợ hãi. Một người canh giữ, không ai có thể mở đường. Diệp Huyên canh giữ cổng thành, ai có thể xông qua. Lúc này, một sức mạnh kinh khủng đột nhiên đánh lên tường thành, trong nháy mắt. Ầm. Tường thành lập tức sụp xuống. Vô số binh sĩ Khương Quốc trên tường thành rơi xuống đất. Thành sập. Không đúng, tường thành đã sập rồi. Lúc này, Khai Dương thành đã không còn tường thành nữa, trở thành một vùng đất bằng phẳng. Diệp Huyên bên dưới ngẩng đầu nhìn lên Lý Mục cách đó không xa, ông ta chính là người ra tay. Lý Mục nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không phải ngươi chặn giỏi lắm sao? Chặn tiếp đi. Diệp Huyên cầm chặt thanh kiếm trong tay phải. Quanh người tản ra hơi thở thô bạo. Nhưng những hơi thở này đều bị kiếm ý thiện niệm của hắn phá vỡ. Lý Mục cười dữ tợn, chặn tiếp đi. Sau đó, ông ta vung tay phải, trong phút chốc, 100.000 thiết kỵ chạy nhanh tới. 100.000 thiết kỵ cùng tấn công, đáng sợ đến mức nào. Mặt đất cũng vì thế mà rung lên. Mà lúc này, Khai Dương Thành đã không còn gì che chở nữa. Chương 337. Mọi việc chỉ cần cố hết sức là được. Chương 337, mọi việc chỉ cần cố hết sức là được. Chặn kiểu gì đây? Diệp Huyên nắm chặt kiếm liên tú, lúc này hắn mới đau xót phát hiện nếu cao thủ như Lý Mục ra tay, thì hắn sẽ không thể nào ngăn cản được. Dù Lý Mục không trắng trợn ra tay với hắn, nhưng tính chất cũng là như thế rồi. Cô gái bí ẩn. Hắn lập tức nhớ đến cô gái bí ẩn, cục diện trước mắt. Chỉ cần một chiêu kiếm của nàng ấy là có thể giải quyết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện gì mình cũng dựa vào cô gái bí ẩn thì sao mà được. Lúc này, Kỳ An Chi, Khương Cửu, Bạch Trạch, Mạc Vân Khởi, vô số học viên của Học viện Thương Lan và binh sĩ Khương Quốc đều đi tới phía sau Diệp Huyên. Nhìn vô số kỵ binh Sở Quốc chạy đến từ xa, trong mắt mấy người Khương Cửu không có chút sợ hãi nào. Khương Cửu đi tới trước mặt Diệp Huyên. Nàng ấy nhẹ nhàng lau sạch máu tươi trên khóe miệng cho hắn, dịu dàng nói, ngươi đã cố hết sức rồi. Cố hết sức rồi. Diệp Huyên ngây người, một giây sau, hắn mỉm cười. Cố hết sức rồi. Tương lai không ai biết trước, bây giờ cố gắng, cố hết sức là được. Còn kết quả thì không cần để ý quá. Mọi việc chỉ cần cố hết sức là được. Diệp Huyên quay đầu nhìn mọi người xung quanh. Cười nói, hôm nay nếu chúng ta chết trận ở đây, các ngươi có hối hận không? Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, đáng lẽ ngươi có thể trốn đi, chết trận ở đây cùng bọn ta, ngươi có hối hận không? Diệp Huyên lắc đầu, không hối hận. Khương Cửu cười khẽ, ta cũng không hối hận. Không hối hận. Vô số người cùng nhau thét to. Không hối hận. Diệp Huyên cười ha ha, dù mọi người không thể sinh ra cùng năm cùng tháng. Nhưng có thể chết cùng tháng cùng năm. Nhưng trước khi chết, chúng ta phải kéo theo một cái đệm lưng. Dứt lời, hắn vung tay phải chỉ về phía trước. Vụt. Hai thanh kiếm xuất hiện. Đầu của mười mấy kỵ binh Sở Quốc cách đó 10 trượng liên tiếp rơi xuống đất. Đấu đến cùng. Phía sau Diệp Huyên, vô số người cùng nhau gào thét. Lúc này, trong chiến trường bất ngờ xảy ra chuyện. Lý Mục đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía xa,
Nơi đó có một đội kỵ binh đang chạy nhanh tới, tận mấy chục nghìn người. Người dẫn đầu là một cô gái. Thác Bạt Ngàn. Quốc chủ Ninh Quốc. Lý Mục ngây người. Viện quân từ đâu đến thế? Lúc này, một tướng lĩnh kỵ binh Sở Quốc vội chạy lên, báo cáo, bên phải phát hiện rất nhiều kỵ binh Ninh Quốc, người đến không có ý tốt. Kỵ binh Ninh Quốc. Lý Mục nhìn về phía đám kỵ binh phía xa, sắc mặt ông ta nhanh chóng thay đổi. Vì mấy kỵ binh này là nhằm vào bọn họ. Lý Mục gần giọng nói, Ninh Quốc nổi điên cái gì vậy? Giết! Thác Bạt Ngàn ở phía xa gào thét, thiết kỵ Ninh Quốc tăng tốc, xông thẳng vào trong đám kỵ binh Sở Quốc. Vì bọn họ xông vào từ mặt bên, kỵ binh Sở Quốc hoàn toàn không có thời gian phòng ngự, lập tức bị đánh tan rã đội hình. Thấy cảnh này, đám người Khương Cửu đều ngây người. Ninh Quốc xuất binh giúp đỡ. Rõ ràng bọn họ còn hơi khó hiểu, vì không ngờ Ninh Quốc sẽ xuất binh giúp đỡ vào lúc này. Diệp Huyên là người lấy lại tinh thần đầu tiên, hắn tức giận chĩa kiếm về phía xa, giết. Nói xong, hắn lao ra ngoài. Vô số binh sĩ Khương Quốc và học viên của Học viện Thương Lan cũng xông lên theo. Lúc này, kỵ binh của Sở Quốc có thể nói là bị tấn công từ hai phía. Xa xa, sắc mặt Lý Mục cực kỳ khó coi, vì ông ta nghìn tính vạn tính cũng không tính tới việc Ninh Quốc xuất binh giúp đỡ vào lúc này. Phải biết rằng dù kế hoạch cuối cùng của đế quốc Đại Vân là tiêu diệt Ninh Quốc, nhưng bây giờ bọn họ cũng chưa trêu vào Ninh Quốc mà. Nhìn thấy kỵ binh Sở Quốc bị tách ra, Lý Mục quay đầu nhìn Hắc Diễm quân cách đó không xa, ra tay. Sau một thoáng yên tĩnh, Hắc Diễm quân kia lao ra, tốc độ cực kỳ nhanh, chớp mắt một cái đã chạy tới trước hai kỵ binh của Ninh Quốc bị áp đảo gần như trong nháy mắt. Kỵ binh Sở Quốc vốn dĩ đang ở thế yếu, sau khi có Hắc Diễm quân gia nhập, tình thế lập tức xoay chuyển. Thấy cảnh này, trong lòng Lý Mục cũng hơi khiếp sợ, Hắc Diễm quân này thật sự quá kinh khủng. Đội quân thế này dù ở trung thổ Thần Châu cũng có thể xông pha được. Đừng nói những binh sĩ bình thường này, dù là đạo binh của Học viện Thương Mộc cũng chưa chắc có thể đánh thắng bọn họ. Rất rõ ràng Thác Bạt Ngàn ở phía xa cũng chú ý đến điều này, nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên trong đám người, đi theo ta giải quyết Hắc Diễm quân trước. Hắc Diễm quân. Diệp Huyên nghe vậy thì lập tức di chuyển, bay thẳng lên lưng ngựa của Thác Bạt Ngàn. Hắn cũng không khách sáo, thẳng thừng ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng ta. Thác Bạt Ngàn cau mày, trong mắt chứa ánh sáng lạnh, nàng ta đang muốn nổi giận, Diệp Huyên đột nhiên nói, không phải sàm sỡ cô đâu, đi thôi, xông lên. Nói xong, tay trái hắn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Thác Bạt Ngàn, hai người ngày càng kề sát vào nhau. Thác Bạt Ngàn nghiêng đầu lạnh lùng liếc Diệp Huyên một cái, sau đó, nàng ta phi ngựa về phía Hắc Diễm quân. Hai người cách đội kỵ binh Hắc Diễm này ngày càng gần. Diệp Huyên đột nhiên nói, cẩn thận sát thủ của thế giới ngầm. Dứt lời, hắn đã biến mất khỏi lưng ngựa, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt kỵ binh Hắc Diễm. Chém ra một kiếm. Vụt. Một kỵ binh Hắc Diễm trước mặt Diệp Huyên bị chiêu kiếm này của hắn chém bay xa mấy chục trượng, sau khi va vào một kỵ binh Hắc Diễm khác mới dừng lại. Mà sau khi ngã xuống đất, gã ta cũng không thể đứng dậy nữa. Trước mặt những binh sĩ Khương Quốc và Ninh Quốc bình thường, những Hắc Diễm quân này đúng là vô địch. Nhưng ở trước mặt Diệp Huyên, bọn họ cũng không phải là vô địch. Kiếm chủ. Một tồn tại cấp bậc kiếm chủ, đừng nói là ở địa giới Thanh Châu, dù là ở trung thổ Thần Châu cũng có thể hoành hành ngang ngược. Đặc biệt là hắn còn là kiếm tu, sức chiến đấu của kiếm tu luôn vô cùng mạnh mẽ. Sau khi Diệp Huyên chém bay một Hắc Diễm binh bằng một chiêu kiếm, một cây trường thương đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, một thương này không hề có chút động tác dư thừa nào, chỉ là một cái đâm bình thường, nhưng nó lại có tốc độ, có sức mạnh. Diệp Huyên xoay người đâm ra một chiêu kiếm, chặn một thương kia lại, cùng lúc đó, một thanh tật ảnh bay ra, nhắm thẳng vào kỵ binh Hắc Diễm trước mặt Diệp Huyên. Nhưng lúc nó còn cách kỵ binh này mười mấy tấc, thì một thanh trường thương đâm tới từ bên phải. Thương rất nhanh, chớp mắt một cái đã đâm vào thân kiếm tật ảnh. Chương 338, trước khi chết, có thể hôn ta một cái không? Kiếm tật ảnh bị đánh bay. Cùng lúc đó, thanh trường thương đã đến sau gáy Diệp Huyên, vào lúc nó muốn đâm vào sau gáy hắn, một tia chớp chợt đánh lên trên trường thương.
Trường thương bị đánh bay. Thác Bạt Ngạn xuất hiện ở sau lưng Diệp Huyên. Lúc này, Hắc Diễm quân xung quanh đã bao vây lấy Diệp Huyên và Thác Bạt Ngạn. Hắc Diễm quân cũng không ra tay, chỉ chạy nhanh xung quanh hai người, tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhanh đến mức Diệp Huyên và Thác Bạt Ngạn chỉ có thể nhìn thấy bóng bọn họ lướt qua. Diệp Huyên và Thác Bạt Ngạn tựa lưng vào nhau, sắc mặt hai người rất nghiêm túc. Dù Diệp Huyên đã đạt đến kiếm chủ cũng không dám xem thường, những Hắc Diễm quân này, dù là một đánh một hay một đánh năm, hắn cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, nơi này lại có tận 100 người. Những Hắc Diễm quân này tập trung lại với nhau thật sự cực kỳ đáng sợ. Lúc này, sắc mặt Diệp Huyên hoàn toàn thay đổi, vì có gần 100 mũi tên bắn về phía hắn và Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn hít mắt, có rất nhiều mũi tên, bọn họ hoàn toàn không trốn được. Quan trọng nhất là nó đều là linh khí bậc minh, đều có thể tạo thành uy hiếp chí mạng với hai người bọn họ. Vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyên đột nhiên đè tay phải về phía trước, kiếm ý lập tức lan tràn ra từ trong người hắn, kiếm ý này nháy mắt tạo thành một lớp phòng hộ dày đặc, bao phủ lấy hắn và Thác Bạt Ngạn, cùng lúc đó, có ba thanh kiếm bắn ra từ trong người hắn, cũng bay quanh hai người họ, từng tia kiếm quang không ngừng bắn ra. Vụt 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 vụt. Diệp Huyên và Thác Bạt Ngạn bị vô số mũi tên nhấn chìm. Nhưng kiếm ý của hắn lại nhanh chóng mở đi, kiếm quang xung quanh cũng gần như bị đánh nát trong nháy mắt. Những mũi tên này thật sự quá đáng sợ. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Ngạn, ta sẽ tạo ra một con đường, cô lao ra ngoài trước. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm liên tú bay vào tay hắn, một giây sau, hắn búng tay một cái, kiếm liên tú bay thẳng ra ngoài. Nhất kiếm định sinh tử. Chiêu kiếm bay ra, tiếng xé rách lập tức vang lên, một kỵ binh hắc diễm dẫn đầu ở cách đó mấy trượng bị chiêu kiếm này xuyên thủng giữa lông mày. Cùng lúc đó, sức mạnh to lớn ẩn chứa trong kiếm lập tức bay ra ngoài theo kỵ binh này. Mấy kỵ binh hắc diễm khác cũng bị bay ra ngoài theo. Diệp Huyên thừa dịp này ôm lấy Thác Bạt Ngạn, chạy khỏi vòng vây của kỵ binh hắc diễm, nhưng một giây sau, bọn họ vừa dừng lại, đã có hơn 100 mũi tên bắn nhanh từ phía sau. Mỗi mũi tên đều mang theo tiễn mang chớp lóe. Muốn tránh cũng không được. Thác Bạt Ngạn hít mắt. Không ngờ năng lực bắn tên của Hắc Diễm quân này lại kinh khủng đến thế. Xem ra là nàng ta đánh giá thấp bọn họ rồi. Hoàn toàn không phải người bên dưới vạn pháp cảnh có thể ngăn cản được. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên kéo nàng ta ra phía sau, hắn tiến lên một bước, búng tay về phía trước, ba thanh kiếm bay ra. Ba thanh kiếm mang theo kiếm quang sáng rực, đánh bay không ít mũi tên, nhưng vẫn có rất nhiều mũi tên bay tới trước hắn và Thác Bạt Ngạn. Diệp Huyên lại tiến thêm bước nữa, kiếm ý thiện niệm xuất hiện trước mặt hắn, kiếm ý ngưng tụ, tạo thành một tấm chắn kiếm ý dày đặc, nhưng những mũi tên kia bay đến, tấm chắn lập tức mở đi, chẳng những thế, khóe miệng Diệp Huyên còn có máu tươi chảy ra. Diệp Huyên quay đầu, sao còn chưa đi? Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Khóe miệng Diệp Huyên không ngừng có máu tươi tràn ra, hắn quát lên, đại tỷ, mau đi đi. Cô không đi thì sao ta trốn được chứ? Thác Bạt Ngạn. Trốn. Lúc này, Lý Mục đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Hắc Diễm quân, ông ta nhìn xuống Diệp Huyên từ trên không trung, châm chọc, Diệp Huyên, ngươi còn muốn trốn à? Ta cho ngươi biết, hôm nay đã là ngày chết của ngươi rồi. Cả Khương Quốc và Ninh Quốc đều sẽ chôn cùng với ngươi. Nói xong, ông ta vung tay lên, những Hắc Diễm quân kia xông thẳng về phía Diệp Huyên và Thác Bạt Ngạn. Diệp Huyên xoay người nhìn Thác Bạt Ngạn, trước khi chết, có thể hôn ta một cái không? Khóe môi Thác Bạt Ngạn giật giật, nàng ta hơi muốn đánh người. Diệp Huyên cúi người hôn nhẹ lên môi Thác Bạt Ngạn, cơ thể nàng ta cứng đờ. Diệp Huyên chỉ chạm một cái rồi rời đi, hắn cúi người kề sát bên tai Thác Bạt Ngạn, nhẹ giọng hỏi thuốc cô mang theo lần trước mua ở đâu thế? Thác Bạt Ngạn. Chương 339, muốn tự ra tay rồi sao? Thác Bạt Ngạn đen mặt, tức tối quắc mắt chừng Diệp Huyên, nếu hiện tại là thời điểm thích hợp có lẽ đã đập hắn một trận. Tên này điên rồi à? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn dở trò này? Đúng lúc ấy, Hắc Diễm quân đã đến. Diệp Huyên bỗng nhiên xoay người, nở nụ cười rộng đến mang tai. Hai tay hắn chắp lại rồi tách ra hai bên. Một chiếc hộp xuất hiện. Một khắc sau,
12 tia sáng vàng óng lóe lên, ngần ấy kim nhân xuất hiện trên chiến trường. Họ vừa mở mắt, hàng loạt tia sáng vàng xuất viện. Uỳnh 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 uỳnh. Kim nhân vừa xông ra, kỵ binh hắc diễm quân cách đó mấy trượng đã bị đánh cho ngã rúi rụi. Đôi mắt Lý Mục trợn trừng với vẻ khó tin, không biết 12 người này là thứ gì mà kinh khủng đến vậy. Diệp Huyên cũng đang rỉ máu trong lòng, bởi vì hơn 1 triệu linh thạch cực phẩm đã bị kim nhân ngốn hết trong nháy mắt đó. Toàn bộ số linh thạch cực phẩm hắn tích góp bấy lâu đã theo gió mà đi rồi. Phải kiếm lại. Diệp Huyên hít sâu một hơi, vung kiếm liên tú chỉ vào Lý Mục, cười gằn, nhìn cho kỹ vào. Hắn buông lòng tay, kiếm liên tú vút ra như một ngôi sao băng, chém lìa đầu mười mấy tên kỵ binh sở quốc từ khoảng cách mấy trượng. Lưỡi kiếm chém về bên trái, lại chẻ đôi thêm mười mấy tên khác, máu phun thành vòi. Diệp Huyên lại mở tay ra, hai thanh tật ảnh lao đi như gió khiến mấy chục người cách đó mười mấy trượng gục ngã như khúc gỗ mục với cái lỗ đầy máu giữa trán. Trước hành vi tàn sát không chùn tay của hắn, kỵ binh sở quốc bốn phía hốt hoảng thối lui, vẻ hoảng sợ dâng lên trong mắt. Diệp Huyên nhìn lên Lý Mục vẫn đang lơ lửng trên cao, nhếch mép cười, đẹp không? Nói rồi, hai ngón tay hắn khép lại, vung về bên phải. Xoẹt! Một tia kiếm quang vút ngang thật xa, xuyên thấu giữa mày hơn mười mấy binh sĩ sở quốc trong nháy mắt, dưới máu lên nền đất. Hai mắt Lý Mục long lên chừng Diệp Huyên, tay phải siết chặt lại. Diệp Huyên vươn tay phải ra, kiếm liên tú ngoan ngoãn trở lại. Hắn dương mắt lên, thấy Hắc Diễm quân đã lấy lại bình tĩnh mà vây 12 kim nhân vào giữa, ngặt nỗi không thể làm được gì trước khả năng phòng ngự quá kinh khủng của chúng. Trong lúc nhất thời, hai bên ngang tài ngang sức. Mà một khi đã không bị Hắc Diễm quân quấn chân, Diệp Huyên như con hổ sổ lồng, thỏa thích mà tàn sát. Chỉ trong chưa đầy nửa khắc, một vài tướng lĩnh cấp cao của sở quốc đã bị hắn làm thịt sạch sẽ khiến lòng quân rối như tơ vò. Đúng lúc ấy, tiếng kèn lệnh lanh lảnh bỗng vút lên từ chân trời. Hắc Diễm quân vừa nghe thấy đã lập tức dừng lại rồi từ tốn lui về sau. Rút binh ư. Lý Mục biến sắc, quay phát lại nhìn chân trời xa xa, chậm đã. Tiếng kèn lệnh vừa dừng, Hắc Diễm quân cũng dừng. Lý Mục nhìn Diệp Huyên. Từng đợt khí tức cuồng bạo tỏa ra trên người. Diệp Huyên nhởn nhơ đi đến, cười hỏi, muốn tự ra tay rồi sao? Thử xem. Lý Mục nhìn hắn, thật lâu sau mới nhếch miệng, ngày nào chưa trừ khử ngươi, ngày ấy lòng ta bất an, học viện thương mộc bất ổn. Vừa nói xong, một đòn trường đã ầm ầm lao xuống. Thấy Lý Mục thật sự ra tay, Diệp Huyên không khỏi giật mình. Đột nhiên, Thác Bạt Ngạn vẫn luôn im lặng đứng một bên bỗng xuất hiện trước mặt hắn, hai tay vung lên. Một lá chắn sét đen tuyền lập tức hiện ra trước mặt hai người. Đòn trường của Lý Mục vừa giáng xuống, một tia sét hung tợn phóng ra từ lá chắn, đáng tiếc chúng đều biến mất trước bàn tay của đối phương. Rắc! Lá chắn của Thác Bạt Ngạn vệ tan tành, nàng ta và Diệp Huyên bị xung kích đẩy văng đi tận mấy trăm trượng mới rơi xuống, biến mặt đất xung quanh thành một vùng nứt nẻ. Diệp Huyên nằm gục trên mặt đất, cảm thấy cơ thể mình như bị tua thành từng mảnh nhỏ. Như nghĩ đến gì đó, hắn vội vàng bật dậy ôm Thác Bạt Ngạn đang không ngừng đổ máu từ thất khiếu vào lòng, đầu óc trống rỗng. Chương 340, ta xin lỗi. Thác Bạt Ngạn mở mắt nhìn hắn, mấp máy môi như muốn nói gì nhưng chỉ có máu trào ra thay vì câu chữ. Diệp Huyên ôm ghì lấy nàng ta, bàn tay run rẩy miết theo khóe môi nhỏ máu, nghẹn ngào hỏi, sao? Sao cô ngốc vậy, có biết lão ta là cường giả trên vạn pháp cảnh không? Vạt áo trước ngực Thác Bạt Ngạn đã súng máu, hơi thở cũng càng lúc càng yếu đi, chỉ có đôi mắt là vẫn khăng khăng nhìn Diệp Huyên. Một chiêu của cường giả trên vạn pháp cảnh phải khủng khiếp đến cỡ nào cơ chứ? Vòng tay run rẩy của Diệp Huyên siết chặt thấy thân hình Thác Bạt Ngạn. Thấy hắn đau khổ như vậy, một tia phức tạp nảy lên trong mắt vị quốc chủ Ninh Quốc. Tay trái nàng ta chậm rãi đưa lên như muốn đặt lên gương mặt hắn nhưng đã nhanh chóng rơi xuống. Cùng lúc ấy, nhóm Khương Cửu và Mạc Vân Khởi đã xuất hiện quanh họ, ai nấy đều sửng sốt khi thấy tình trạng của Diệp Huyên và Thác Bạt Ngạn. Ở nơi xa, Lý Mục tạm thời thu tay lại, nhìn bốn phía đầy cảnh giác. Lão ta vẫn không thể quên được vị nữ kiếm tiên mặc váy trắng đó. Ban nãy khi ra tay tấn công Diệp Huyên, lão ta đã mang tâm lý liều.
dẫn đến vẻ luống cuống sau khi đã xuất chiêu. Thế nhưng cho đến tận nửa khắc sau đó, vị kiếm tiên kia vẫn không xuất hiện. Thân thể Lý Mục dần thả lỏng, điên cuồng phá ra cười, không xuất hiện. Ha ha, không xuất hiện. Lão nhìn Diệp Huyên cười sằng sặc, ta bị cái thứ chỉ biết làm cáo mượn oai hùm nhà ngươi lừa gạt thê thảm quá. Sư tôn của ngươi căn bản sẽ không xuất hiện. Trước những lời này, Diệp Huyên nhẹ nhàng đặt Thác Bạt Ngạn nằm xuống, đưa tay lau đi vết máu bên khóe môi nàng ta xin lỗi. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, bước từng bước về phía Lý Mục. Bàn tay Thác Bạt Ngạn khẽ vươn ra nhưng không giữ lại được mà rơi xuống, đôi mắt cũng chậm rãi khép lại. Thấy sắc mặt Diệp Huyên bình tĩnh đến lạ thường, Lý Mục cười gằn, muốn giết ta ư? Diệp Huyên chậm rãi nâng tay phải lên đặt trước ngực, giết kẻ này, ta sẽ đi tìm đạo tắc thứ hai, thả ngươi ra khỏi tháp. Một chớp mắt tĩnh lặng trôi qua, cơ thể Diệp Huyên bỗng lên cơn co giật dữ dội. Khi hắn mở choàng mắt ra, đôi đồng tử đã biến thành màu xanh thẳm. Chương 341, giết chết ngự pháp cảnh. Khi Diệp Huyên vừa mở mắt ra, hơi thở trên người hắn đột nhiên tăng vọt lên, chỉ trong nháy mắt hơi thở tỏa ra trên người đã không hề thua kém gì Lý Mục. Lý Mục cảm nhận được hơi thở trên người Diệp Huyên tỏa ra, ông ta ngẩn người, trong đôi mắt thể hiện rõ thái độ khó tin, chuyện này sao có thể. Ông ta biết trên đời này có một vài bí pháp thần thông có thể tạm thời đề cao cảnh giới tu vi của một người, nhưng ông ta chưa từng thấy ai chỉ trong nháy mắt đã tăng lên nhiều như vậy cả. Từ thông u cảnh xông vọt lên cấp bậc của ông ta, Diệp Huyên đã vượt qua hẳn ba cảnh giới đó. Đây vốn là chuyện không thể nào xảy ra được. Nhưng hiện giờ Diệp Huyên làm được thật. Chỉ trong một ngày Diệp Huyên đã khiến ông ta phải kinh ngạc rất nhiều lần. Không phải, là kinh sợ. Hiện giờ ông ta đang cảm thấy sợ hãi. Ở cách đó không xa, Diệp Huyên từ từ đi về phía Lý Mục. Mỗi một bước chân của hắn đều khiến cả khu vực đó đều chấn động, cùng lúc đó, hơi thở trên người hắn cũng liên tục tăng cao, càng lúc càng mạnh, dường như là không hề có điểm giới hạn vậy. Lý Mục đột nhiên nhe răng cười, vượt qua vạn pháp cảnh. Không thể nào, ta thấy ngươi chỉ đang giả thần giả quỷ mà thôi. Vừa dứt lời, ông ta tiến ra trước một bước, sau đó đánh một chỉ về phía Diệp Huyên. Dưới một chỉ này, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên chấn động, sau đó một ngón tay hư ảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Sức mạnh to lớn ẩn giấu trong ngón tay khổng lồ đó đã khiến không gian trước mặt Diệp Huyên bị bóp méo. Lúc này năm ngón tay phải của Diệp Huyên đột nhiên cong lại, tạo thành hình chảo, sau đó hắn đánh một chảo về phía trước mặt. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, ngón tay khổng lồ trước mặt Diệp Huyên đã bị nghiền nát. Đồng tử Lý Mục co lại, nghẹn ngào, sao có thể như vậy được, không, không, không thể nào như vậy được, ngươi không thể vượt qua được vạn pháp cảnh. Lúc này, Diệp Huyên cười lạnh một tiếng, nụ cười của hắn hiện giờ không hề giống nụ cười của con người, khiến đám binh sĩ xung quanh đều phải rùng mình. Diệp Huyên đột nhiên bước về trước một bước, sau đó hắn lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Đây không phải là tốc độ nhanh nữa rồi, đây là dịch chuyển tức thời. Khi thấy Diệp Huyên biến mất, sắc mặt Lý Mục lập tức biến đổi, ông ta tiến tới trước một bước, sau đó tung ra một cú đấm. Cú đấm này khiến không gian trước mặt ông ta chấn động liên hồi. Vạn pháp cảnh có thể khiến vạn vật bị vặn vẹo ở một mức độ nào đó, còn đã vượt qua vạn pháp cảnh thì có thể mượn sức vạn vật ở một mức độ nhất định. Hiện giờ ông ta đang mượn nhờ lực lượng không gian và tính chất đặc biệt của không gian để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Cảnh giới này tên là ngự pháp cảnh. Ngự pháp, điều khiển vạn pháp trong thiên hạ. Cú đấm này của Lý Mục không phải là một cú đấm đơn giản bình thường, cú đấm này có thể phá hủy cả một tòa thành. Nhưng cú đấm của ông ta lại bị một chảo của Diệp Huyên tóm lấy. Tóm lấy. Khi thấy Diệp Huyên bắt lấy nắm đấm của mình, Lý Mục ngẩn ra. Hiện giờ sức mạnh bên trong cú đấm của ông ta đang bùng phát, nhưng lại bị một chảo của Diệp Huyên ngăn chặn lại. Diệp Huyên đột nhiên siết chặt nắm đấm của Lý Mục, xoay tay một cái. Răng rắc. Toàn bộ cánh tay của Lý Mục lập tức vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe. Trong lòng Lý Mục hốt hoảng vô cùng, đang định lui về sau thì đúng lúc này, Diệp Huyên ép người tới, Lý Mục chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay của Diệp Huyên đã tóm chặt lấy yết hầu Lý Mục.
Chỉ trong nháy mắt, Diệp Huyên đã nắm lấy yết hầu của Lý Mục, xuất hiện ở cách vị trí cũ chừng trăm trượng. Khi vừa mới dừng lại, Diệp Huyên tóm yết hầu Lý Mục, đột nhiên đập mạnh ông ta xuống dưới đất. Ầm. Mặt đất vỡ nát, đầu của Lý Mục bị đập xuống mặt đất. Diệp Huyên đạp chân lên đầu Lý Mục. Ầm. Đầu Lý Mục bị chôn xuống sâu hơn, thân thể và hai chân của ông ta đang giãy giụa liên tục. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn Lý Mục ở trên mặt đất, sau đó hắn tóm lấy hai chân Lý Mục, sau đó đột nhiên xé sang phía hai bên. Xoẹt. Chỉ trong nháy mắt, Lý Mục đã bị xé thành hai nửa. Khi thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều rùng mình. Một cường giả ngự pháp cảnh bị Diệp Huyên giết chết như vậy sao? Ở cách đó không xa, Diệp Huyên quay đầu lướt nhìn xung quanh, đám binh sĩ ở xung quanh vội vã lùi lại, có vài tên sợ hãi quá, hai chân run rẩy, không thể đi nổi. Hai mắt, Diệp Huyên, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ tham lam. Tự do. Tự do mà đã rất lâu rồi hắn không có được. Thời gian dần trôi qua, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Không biết qua bao lâu sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám kỵ binh Hắc Diễm Quân ở cách đó không xa, ngay sau đó, hắn vung tay đánh ra một chảo. Ầm. Ở nơi xa, đám kỵ binh Hắc Diễm Quân kia lập tức bị đập xuống đất, bên trong bộ áo giáp máu tươi tràn ra, khoảng 100 người chết sạch. Nhưng trang bị áo giáp vẫn lành lặn như trước. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Thác Bạt Ngạn đang nằm trên đất ở cách đó không xa, hắn búng tay một cái, một tia sáng xanh lục đột nhiên bắn vào trong cơ thể Thác Bạt Ngạn. Ngay lập tức, thân thể nàng ta run rẩy liên hồi, sau đó một ảo ảnh đột nhiên phóng lên trời cao, tiến thẳng vào trong mây xanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Chương 342, ngươi cũng chết rồi hả? Diệp Huyên nằm sóng xoài dưới đất, hai mắt của hắn đã rỗng tuếch. Hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại. Đại thần tầng 2 đi rồi. Rời khỏi đây mang theo đạo tắc của hắn, nhưng nó vẫn sẽ trở về, bởi vì đạo tắc chỉ giúp nó ra ngoài một thời gian mà thôi. Bản nguyên của nó vẫn bị tầng 2 giam giữ, bản nguyên ở đó thì chắc chắn nó sẽ trở về. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy khá lo lắng, bởi vì sau khi đại thần tầng 2 phụ thể, hắn nhận ra đại thần tầng 2 không phải là hạng lương thiện. Đâu chỉ là không phải hạng lương thiện, nó chính là một tên biến thái điên cuồng. Bởi vì có một khoảnh khắc, hắn cảm nhận được đối phương nổi sát ý với mình. Cho dù cuối cùng nó không ra tay nhưng nhất định là vì nể mặt cô gái bí ẩn và tháp giới ngục. Nếu không sợ rằng hắn đã chết mấy trăm lần rồi. Nó đi ra bên ngoài chắc chắn sẽ gây ra chuyện lớn. Diệp Huyên lắc đầu, không nghĩ tới vị đại thần tầng 2 không biết đã đi đâu nữa. Hắn từ từ đứng dậy, lúc này Khương Cửu vội vàng đi tới trước mặt hắn, đỡ hắn. Diệp Huyên nói, cô chịu trách nhiệm truy kích tàn binh bại tướng Sở Quốc, nơi này hãy giao cho ta. Trước đó khi toàn bộ kỵ binh Hắc Diễm Quân bị tiêu diệt, kỵ binh Sở Quốc đã bắt đầu chạy trốn, thế giới ngầm cũng lập tức biến mất không thấy đâu. Diệp Huyên uể oải nói, lần này kỵ binh Sở Quốc ăn một đòn đau, đang sợ hãi chạy trốn như chim vỡ tổ. Không phải nghi ngờ gì cả, đây là một cơ hội hiếm có của Khương Quốc chúng ta, nếu như không thừa thế truy kích, tiêu diệt chủ lực của bọn chúng, chờ khi bọn chúng tập hợp lại vậy nhau thì rất phiền phức. Đừng đánh mất cơ hội lần này. Đi đi, ta không sao cả. Khương Cửu gật đầu, cẩn thận đó. Nói xong nàng ấy quay người rời khỏi. Chỉ trong thời gian ngắn, Khương Cửu đã tổ chức lại những binh sĩ Khương Quốc có sức chiến đấu, sau đó tiến quân. Diệp Huyên từ từ đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, hiện giờ dáng vẻ của Thác Bạt Ngạn rất thê thảm, nhưng nàng ta vẫn đang thở. Đây là lý do trước đó hắn đưa đạo tắc cho đại thần tầng 2. Ra tay cứu Thác Bạt Ngạn, sau đó hắn đưa đạo tắc cho y, để nó rời đi. Nếu như hắn không đồng ý, vậy đại thần tầng 2 sẽ không thể rời khỏi tháp giới ngục được. Bởi vì đạo tắc có thể áp chế được nó, khiến nó không thể rời khỏi tháp. Đưa đạo tắc cho đại thần tầng 2 khiến hắn rơi vào tình cảnh khá nguy hiểm, nếu như nó một đi không trở lại, không mang trả đạo tắc về thì chắc chắn hắn sẽ bị cô gái bí ẩn đánh. Diệp Huyên không suy nghĩ về đại thần tầng 2 không biết đã đi đâu nữa, hắn từ từ ngồi xuống trước mặt Thác Bạt Ngạn. Khi nhìn cô gái trước mặt, trong lòng hắn cảm thấy tương đối phức tạp.
Lúc trước nếu như không nhờ có Thác Bạt Ngàn sử dụng khiên sét, rất có thể hắn đã bị Lý Mục dùng một đòn giết chết. Lý Mục. Học viện Thương Mộc. Tay phải Diệp Huyên chậm rãi siết chặt lại, hắn đã đánh giá thấp quyết tâm của Học viện Thương Mộc. Thực lực hắn bộc lộ ra càng mạnh mẽ thì Học viện Thương Mộc càng quyết tâm giết chết hắn hơn. Giữa hắn và Học viện Thương Mộc, chỉ cần một bên không chết thì không ai chịu bỏ qua. Lúc này tay phải Thác Bạt Ngàn khẽ run run, Diệp Huyên vội vàng ôm lấy nàng ta. Thời gian dần trôi qua, Thác Bạt Ngàn từ từ mở hai mắt ra, khi nhìn thấy Diệp Huyên, nàng ta cũng sững sờ, ngươi cũng chết rồi hả? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, ta xuống làm bạn với cô. Thác Bạt Ngàn ngẩn người ra, sau đó nói, sao ngươi ngốc vậy hả? Ngươi! Nói tới đây, nàng ta quay đầu lại nhìn, sau đó đôi mắt xinh đẹp tràn đầy giận dữ nói, ngươi muốn chết hả? Diệp Huyên cười khẽ, ta chỉ muốn đùa thôi mà, cảm thấy rất vui. Thác Bạt Ngàn nhìn Diệp Huyên, vì sao ta không chết? Diệp Huyên đáp, có một vị tiền bối ra tay. Nói tới đây, hắn dừng lại trong giây lát, hỏi, lúc đó vì sao cô lại ngăn cản trước mặt ta vậy? Cô sẽ chết đó. Thác Bạt Ngàn bình thản nói, nếu biết mình sẽ chết thì ta sẽ không làm vậy đâu. Nghe vậy, thân thể Diệp Huyên cứng đờ, trong khoảnh khắc này cảm xúc trong lòng hắn vô cùng phức tạp, có mất mát, có tự diễu. Một lúc sau, hắn nở nụ cười thiếu tự nhiên, à. Thác Bạt Ngàn nhìn Diệp Huyên, nàng ta thoát ra khỏi vòng tay của hắn, gắng gượng đứng dậy, sau đó mặt không cảm xúc đi về phương xa. Rất nhanh sau đó, Thác Bạt Ngàn dẫn theo số kỵ binh Ninh Quốc còn lại nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc này Mạc Vân Khởi chân thấp chân cao chạy tới trước mặt Diệp Huyên, tay phải hắn ta lắc lư trước mặt Diệp Huyên đang ngẩn ngơ, Diệp thổ phỉ, người ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Diệp Huyên nhìn Mạc Vân Khởi, trên gương mặt tràn ngập vẻ khó hiểu. Mạc Vân Khởi lắc đầu, Diệp thổ phỉ, người ta vượt ngàn dặm xa xôi tới trợ giúp là vì nể mặt ai? Là Khương Quốc hả? Nếu như không phải vì có ngươi, Ninh Quốc sẽ không đến giúp đỡ Khương Quốc đâu. Và lại ta thấy giữa hai người chắc chắn có chuyện bí mật nào đó, ta đoán chắc Thác Bạt Quốc chủ tới đây là vì người. Nói tới đây, hắn ta khẽ thở dài, về vấn đề của ngươi trước đó, ta xin ngươi đó, ngươi thử nghĩ lại đi, những kẻ ra tay với ngươi là cường giả ngự pháp cảnh đó, với trí tuệ của Thác Bạt Quốc chủ chẳng lẽ lại không biết sự đáng sợ của một vị cường giả như Lý Mục hay sao? Nàng ra ngăn cản ở trước mặt ngươi thì sớm đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi. Diệp Huyên ngẩn ra, một lúc sau hắn đột nhiên đá lên mông Mạc Vân Khởi, móa, sao ngươi không nói sớm chứ? Nói xong, hắn lập tức biến mất khỏi đây. Ở cách đó không xa, Mạc Vân Khởi nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm chặt miệng mình, kêu rên, ngươi có hỏi đâu cơ chứ? Chương 343, còn sống thật tốt quá. Một câu đánh thức người trong mộng. Sau khi nghe Mạc Vân Khởi nói vậy, Diệp Huyên lập tức hiểu ra. Diệp Huyên cưỡi sói đen phi nước đại trên một bình nguyên. Sống trên đời đừng để chuyện hiểu lầm trở thành tiếc nuối suốt đời mình. Hiển nhiên tốc độ con sói đen của Diệp Huyên nhanh hơn ngựa bình thường, không lâu sau đội kỵ binh Ninh Quốc đã xuất hiện trong tầm mắt Diệp Huyên. Thác Bạt Ngàn cưỡi ngựa đi đầu, một tướng lĩnh ở bên cạnh nàng ta đột nhiên nói, quốc chủ, có người đang đuổi theo phía sau. Hình như là Diệp Huyên của Khương Quốc. Mặt Thác Bạt Ngàn không chút cảm xúc, tăng tốc độ lên. Tên tướng lĩnh kia không dám nói gì thêm, lui xuống. Lúc này, tốc độ của Diệp Huyên tăng lên, càng ngày càng gần binh sĩ Ninh Quốc. Những binh sĩ Ninh Quốc đua nhau quay đầu nhìn Diệp Huyên, không có ai ngăn cản, cũng không ai dám cản. Hiện giờ danh tiếng của Diệp Huyên không còn bị giới hạn ở trong Khương Quốc nữa. Hắn đã nổi tiếng trong khắp lãnh thổ Thanh Châu rồi. Đặc biệt là cảnh Diệp Huyên dùng tay xé đôi Lý Mục, nó đã hằn sâu trong lòng những binh sĩ Ninh Quốc. Đúng thật là một kẻ hung ác. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyên đã ngăn cản trước mặt Thác Bạt Ngàn, kỵ binh Ninh Quốc vội vàng dừng lại, nhưng Thác Bạt Ngàn thì không hề dừng, ngược lại tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Thấy Thác Bạt Ngàn không dừng lại, Diệp Huyên nheo mắt, cô gái này muốn làm gì chứ? Con sói đen dưới người Diệp Huyên gầm gừ, lộ ra ánh mắt hung dữ. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy ba trượng. Diệp Huyên đột nhiên nhảy lên, sau đó hắn hạ xuống ở sau lưng Thác Bạt Ngàn. Thác Bạt Ngàn đang định ra tay thì đột nhiên ôm eo Thác Bạt Ngàn, nói nhỏ, xin lỗi. Thân thể Thác Bạt Ngàn cứng đờ.
Ngay lập tức, con ngựa đã phi được mấy chục trượng. Ở đằng sau lưng, đám binh sĩ Ninh Quốc đưa mắt nhìn nhau. Ở phía xa, Diệp Huyên và Thác Bạt Ngạn cưỡi ngựa, từ từ đi tới trước. Ở trên lưng ngựa, sắc mặt Thác Bạt Ngạn không chút cảm xúc, có phần lạnh lùng. Tay Diệp Huyên vẫn đang ôm eo Thác Bạt Ngạn cũng không hề phản đối. Cứ như vậy, con ngựa chậm rãi đưa hai người đi về phương xa, dưới ánh chiều tà, cảnh vật vô cùng yên bình. Không biết qua bao lâu sau, Diệp Huyên nói, xin lỗi. Thác Bạt Ngạn vẫn không nói gì cả. Mũi chân Diệp Huyên điểm nhẹ một cái, thân thể bay vọt lên, sau đó vững vàng hạ xuống trước mặt Thác Bạt Ngạn, hai người ngồi đối diện với nhau. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên cười khổ, bởi vì hắn không biết cách dỗ dành con gái. Hắn chỉ từng dỗ dành muội muội, nhưng muội muội hắn rất dễ dỗ, còn người trước mặt là một nữ hoàng đó. Lúc này Thác Bạt Ngạn định nhảy xuống khỏi ngựa, Diệp Huyên thấy vậy thì vội vàng kéo tay Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên nói cảm ơn. Mặt Thác Bạt Ngạn không chút cảm xúc, vẫn không nói gì cả. Diệp Huyên đang định nói gì đó nhưng đúng lúc này, tháp giới ngục trong cơ thể hắn chấn động, đầu Diệp Huyên như bị đánh mạnh lên, cơ thể đang ngồi trên lưng ngựa ngã thẳng ra đất, sau đó không ngừng co quắp. Thác Bạt Ngạn xoay người rời đi, nhưng mới chỉ đi được vài bước thì nàng ta đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Diệp Huyên. Lúc này nàng ta nhíu chặt mày, bước vội tới trước mặt Diệp Huyên, máu tươi từ từ chảy ra từ trong thất khiếu của Diệp Huyên. Sắc mặt Thác Bạt Ngạn trầm xuống, nàng ngồi xổm ở trước mặt Diệp Huyên. Dường như nàng nghĩ tới chuyện gì đó, vội vàng lấy một viên đan kim sang ra đút cho Diệp Huyên, nhưng không có bất kỳ hiệu quả gì cả. Thác Bạt Ngạn lấy thêm một viên đan kim sang ra, Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, run rẩy nói, không, không cần đâu. Ta bị cắn ngược, nghỉ ngơi một lúc là ổn. Thác Bạt Ngạn thấy gương mặt Diệp Huyên đã vặn vẹo, không nói gì cả. Cắn ngược. Thật ra Diệp Huyên biết đây không chỉ là cắn ngược, mà do sau khi đạo tắc rời khỏi tháp giới ngục khiến tháp giới ngục trở nên không ổn định. Tháp giới ngục không ổn định thì hắn là người khổ nhất. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, không thả đại thần tầng 2 ra ngoài đi dạo một vòng thì chắc chắn đại thần tầng 2 sẽ không hỗ trợ hắn, càng không cứu người. Chịu đựng. Nhưng mẹ kiếp, đau chết đi được. Không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn có cả tinh thần, hiện giờ hắn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Không có bất kỳ ngôn từ nào có thể hình dung cảm giác lúc này cả. Chỉ có thể chịu đựng. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu sau, sắc trời đã tối, một vầng trăng sáng chậm rãi nhô lên cao. Dưới ánh trăng, cả mặt đất như được phủ lên một lớp lụa mỏng. Trong bóng đêm, tay phải Diệp Huyên khẽ run rẩy. Thời gian dần trôi qua, ý thức của hắn khôi phục lại. Cảm giác đầu tiên là mềm mềm. Dưới người mềm quá. Rất nhanh sau đó Diệp Huyên phát hiện ra hắn đang nằm trong lòng Thác Bạt Ngạn. Sau khi phát hiện ra điểm khác thường của Diệp Huyên, Thác Bạt Ngạn cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyên, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, còn sống đúng là tốt quá. Nói xong, hắn rúc đầu vào trong ngực Thác Bạt Ngạn, mềm mại quá, cho dù có mùi máu tươi nhưng trong mùi máu tươi lại xen lẫn mùi thơm cơ thể thoang thoảng. Thân thể mềm mại của Thác Bạt Ngạn khẽ run lên. Sau đó nàng ta đẩy Diệp Huyên ra, đứng dậy xoay người rời đi. Diệp Huyên vội vàng đứng lên, hắn bước nhanh tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, sau đó hắn lấy một người gỗ nhỏ ra, đưa tới trước mặt Thác Bạt Ngạn. Người gỗ này giống Thác Bạt Ngạn tới 9 phần. Diệp Huyên cười nói, ta khác đó. Thác Bạt Ngạn nhìn người gỗ, không nói gì cả. Diệp Huyên nhét người gỗ vào trong tay Thác Bạt Ngạn, sau đó hắn quay người đi về phía kỵ binh Ninh Quốc ở cách đó chừng trăm trượng. Thác Bạt Ngạn nhìn người gỗ trong tay, không nói gì cả. Diệp Huyên đi tới trước đám kỵ binh Ninh Quốc, trên người phần lớn những kỵ binh Ninh Quốc này đều có tổn thương. Diệp Huyên cúi người thật sâu với những kỵ binh này, những kỵ binh Ninh Quốc đều tỏ vẻ mặt thắc mắc. Diệp Huyên nói, các vị vượt nghìn dặm tới đây giúp đỡ, tại hạ đại diện cho tất cả dân chúng và tướng sĩ Khương Quốc cảm ơn các vị, Diệp Huyên ta xin khắc ghi tình cảm này ở trong lòng. Nói tới đây hắn lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra, bên trong nhẫn chứa đồ có 200 triệu kim tệ, coi như Diệp Huyên này mời mọi người uống rượu. Nói tới đây, hắn búng tay một cái, nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt Thác Bạt Ngạn ở gần đó.
Thác Bạt Ngạn nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trước mặt, ngẩn ra. 200 triệu kim tệ. Đây không phải là một con số nhỏ đâu. Mà ở nơi xa, vô số kỵ binh Ninh Quốc đột nhiên hoan hô. Diệp Quốc Sĩ Trượng Nghĩa. Diệp Quốc Sĩ Trượng Nghĩa. Chỉ trong nháy mắt, thiện cảm của những binh sĩ Ninh Quốc đối với Diệp Huyên tăng vọt. Nói nhiều lời cảm ơn hơn đi nữa cũng không bằng cái gì thực tế. Phải biết nếu như chia số tiền 200 triệu kim tệ này xuống thì những kỵ binh Ninh Quốc này sẽ nhận được khoản tiền tương đương với ít nhất một năm quân lương của họ. Sao bọn họ không hưng phấn cho được? Sau khi Diệp Huyên đưa nhẫn chứa đồ ra, hắn ôm quyền với những binh sĩ Ninh Quốc, các vị, sau này còn gặp lại. Vừa dứt lời, hắn tung người nhảy lên, bay đến trên lưng sói đen ở cách đó không xa. Rất nhanh sau đó hắn đã biến mất ở trong bóng đêm. Dưới bóng đêm, Thác Bạt Ngạn nắm chặt người gỗ và chiếc nhẫn chứa đồ ở trong tay. Chương 344, thành lập đạo binh. Diệp Huyên quay trở về Khai Dương Thành, khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể và máu tươi, có kỵ binh Sở Quốc, cũng có binh sĩ Khương Quốc, ai thấy cảnh này cũng phải giật mình. Chiến tranh luôn tàn khốc như vậy đó. Cách đó không xa, Mạc Vân khởi đi tới trước mặt Diệp Huyên, hắn ta chỉ vào một vài thi thể ở gần đó, đều là học viên của Học viện Thương Lan, ta đã kiểm lại, có 11 người chết. 11 người. Diệp Huyên đi tới trước 11 thi thể kia, khi nhìn những thi thể này, Diệp Huyên im lặng hồi lâu. Một lúc sau, Diệp Huyên nói, mang về học viện để hậu táng, đưa vào điện anh linh. Vào ngày hôm nay hàng năm được tất cả học viên và đạo sư tế bái, người thân của họ suốt đời không phải lo nghĩ. Việc này do ngươi phụ trách. Mạc Vân khởi gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Huyên cúi người thật sâu vái những thi thể kia, ta cảm thấy vinh dự vì các ngươi. Học viện Thương Lan cũng cảm thấy vinh dự vì các ngươi. Hốc mắt Mạc Vân khởi lập tức trở nên ướt át. Không ai muốn chết cả, nhưng chiến tranh thì sẽ có người chết. Diệp Huyên nhẹ nhàng vỗ bả vai Mạc Vân Khởi, sau đó hắn đi tới cách đó không xa, nơi đó có một bầy ngựa đang tập trung, đó chính là ngựa của Hắc Diễm Quân. Số người này không hề rời đi, chúng canh giữ bên cạnh những kỵ binh Hắc Diễm Quân đã ngã xuống. Ở trên mặt đất là chừng 100 thi thể kỵ binh Hắc Diễm Quân. Hơn 100 bộ trang bị đỉnh cao. Đám kỵ binh Hắc Diễm Quân này mạnh mẽ như vậy ngoài vì thực lực cá nhân của chúng ra thì còn có một phần nguyên nhân là do bộ trang bị này. Số trang bị này đều đã đạt tới bậc minh, cho dù Khương Quốc dốc hết sức cũng không thể mua nổi. Quá quý giá. Diệp Huyên cất hết số trang bị trên mặt đất, hắn không chỉ muốn Học viện Thương Lan mặc vào trang bị tốt nhất mà còn muốn thành lập một đội kỵ binh. Một đội kỵ binh mạnh mẽ hơn cả Hắc Diễm Quân. Chỉ khi thực lực đủ mạnh mới không bị kẻ khác ức hiếp. Nhưng đúng lúc này, một đội binh sĩ xuất hiện ở cuối tầm mắt. Khương Cửu. Khương Cửu dẫn một đội binh sĩ Khương Quốc đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy rảo bước tới trước mặt Diệp Huyên, giết được hơn 20.000 kỵ binh Sở Quốc. Diệp Huyên nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Khương Cửu đi, chúng ta thắng rồi. Thắng. Vô số binh sĩ Khương Quốc ở quanh đó cùng nhau hét lớn. Khương Quốc thắng rồi. Đám học viên Học viện Thương Lan cũng cùng hét lớn lên, sau trận chiến này, tất cả các học viên đều đã được lột xác. Nửa canh giờ sau, trước phần tường thành đổ nát của Khai Dương Thành, vô số thi thể nằm dưới đó, ít nhất là hơn 20.000. Tất cả đều là thi thể binh sĩ Khương Quốc. Trong đó có nguyên vẹn, cũng có không nguyên vẹn, nhiều người tuổi đã lớn, cũng không thiếu người còn trẻ. Diệp Huyên đứng trước những thi thể này, bầu không khí nơi đây vô cùng nặng nề. Không biết bao lâu sau, Diệp Huyên đột nhiên nói, bái. Tất cả mọi người ở đó đều cúi đầu thật sâu. Diệp Huyên cũng cúi đầu thật sâu. Những binh sĩ hy sinh vì nước này xứng đáng nhận được cái cúi đầu của tất cả người dân Khương Quốc. Diệp Huyên quay mặt nói với tất cả mọi người, phải nhớ kỹ nơi đây chôn cất những người con vĩ đại nhất của Khương Quốc chúng ta, người dân Khương Quốc chúng ta đều phải nhớ tới bọn họ. Nói tới đây hắn chỉ về phía những binh sĩ đó, mỗi một người trong số họ đều là quốc sĩ của Khương Quốc chúng ta. Đôi mắt tất cả những binh sĩ Khương Quốc có mặt ở đó đều óng ánh nước. Tôn trọng. Trước đây địa vị của binh sĩ cũng không cao, bởi vì đây là thế giới của võ giả. Ví dụ như Học viện Thương Mộc,
Học viên của Học viện Thương Mộc đi ra bên ngoài trời sinh đã hơn người khác một bậc. Còn cả những người được gọi là thiên tài yêu nghiệt kia nữa, về phần binh sĩ, có mấy ai được tôn trọng cơ chứ? Hiện giờ, Diệp Huyên tôn trọng họ. Cảm giác được tôn trọng này khiến có một số binh sĩ ở đó không kìm được mà rơi nước mắt. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, ánh mắt có phần phức tạp. Trong lòng Diệp Huyên cũng cảm thấy phức tạp, hắn là người đi lên từ tầng đáy, khi còn ở Thanh Thành, trước khi hắn trở thành thế tử, mỗi lần đi theo một số người ra ngoài, gia tộc có quan tâm tới sự sống chết của họ không? Không hề. Đại đa số những người đứng trên cao chỉ quan tâm tới lợi ích và kết quả. Binh sĩ nên nhận được sự tôn trọng. Diệp Huyên đột nhiên nhìn Khương Cửu, lựa chọn một số người cho ta, chừng 70 người, ta muốn thành lập một nhánh đạo binh. Chương 345, ta sẽ là người hộ đạo cho Điện Hạ. Đạo binh. Sau khi chứng kiến đạo binh của Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm, một suy nghĩ nảy ra trong đầu Diệp Huyên, đó chính là thành lập đạo binh của Học viện Thương Lan. Trước đó, khi nhìn thấy kỵ binh Hắc Diễm Quân, hắn càng kiên định với suy nghĩ này hơn. Học viện Thương Lan nhất định cần có một đội đạo binh mạnh mẽ thuộc về riêng mình. Hiện giờ hắn có trang bị, cho dù tiền không nhiều nhưng không lâu sau cũng sẽ có thôi, chỉ thiếu mỗi người. Đương nhiên phải chọn lựa chọn ở trong quân đội, những binh sĩ này đều có được kinh nghiệm thực chiến phong phú, chỉ cần tiến hành bồi dưỡng thì chắc chắn sau này sẽ trở thành một đội quân tinh nhuệ lấy một địch trăm. Khương Cửu gật đầu, được, để ta tuyển người. Đúng lúc này, Lục Cửu Ca ngồi xe lăn đi tới trước mặt Diệp Huyên và Khương Cửu. Hai người nhìn về phía Lục Cửu Ca, Lục Cửu Ca lấy một tấm bản đồ ra, chỉ lên trên bản đồ, trước đó ta đã bảo quốc chủ dẫn binh đi hỗ trợ Lâm Khiếu Nguyên Soái, Sở Quốc đại bại thì chắc hẳn Vinh Quốc cũng đã rút lui. Hắc Diễm quân của đế quốc Đại Vân đã bị tiêu diệt sạch, trong thời gian ngắn sẽ không dám xâm phạm tiếp, hiện giờ chính là cơ hội ngàn năm có một của Khương Quốc chúng ta. Khương Cửu trầm giọng nói, diệt Sở Quốc và Vinh Quốc. Lục Cửu Ca cười nói, đương nhiên là phải tiêu diệt, lúc này không diệt thì phải chờ tới khi nào. Khương Cửu lắc đầu, cho dù Khương Quốc chúng ta chiến thắng nhưng cũng là thắng thảm, nếu như khai chiến thêm lần nữa. Nói tới đây, nàng ấy liếc nhìn những binh sĩ ở xung quanh, đại đa số binh sĩ đều đã chồng chất vết thương ở trên người. Lục Cửu Ca cười nói, ta biết nỗi lo của Điện Hạ. Diệt hai nước này không cần quân đội, một người là đủ rồi. Một người. Khương Cửu ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Lục Cửu Ca nhìn về phía Diệp Huyên, tên Diệp Quốc Sĩ đã truyền khắp mọi ngóc ngách ở Thanh Châu rồi. Sau ngày hôm nay, chắc chắn cường giả vạn pháp cảnh và vượt qua vạn pháp cảnh sẽ không dám ra tay nữa, Diệp Quốc Sĩ nên nắm chắc cơ hội tốt như này. Diệp Huyên lắc đầu, một mình ta không diệt được hai nước. Khóe miệng Lục Cửu Ca khẽ cong lên, không nói gì cả. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên hiểu ra, hiểu rồi. Nói xong, hắn nói với ba người Kỳ An Chi ở gần đó, ba người các ngươi dẫn học viên quay về Học viện Thương Lan, cả ba chịu trách nhiệm chuyện trong học viện. Mạc Vân Khởi cười khổ, Diệp Thổ Phỉ, mới đánh nhau xong, nghỉ ngơi một thời gian đi. Diệp Huyên đi tới trước mặt Mạc Vân Khởi, đưa tay phải ra, ngươi nuôi mấy chục người của Học viện Thương Lan nhé. Khóe miệng Mạc Vân Khởi giật giật, hắn ta lui về sau một bước được, coi như ta chưa nói lời khi nãy. Diệp Huyên đá Mạc Vân Khởi một cái, mau xéo đi. Mạc Vân Khởi cười xấu xa, xoay người chạy đi. Kỳ An Chi đi tới trước mặt Diệp Huyên, cẩn thận nhé. Nói xong nàng ta xoay người rời đi, nhưng chưa được hai bước nàng ta đột nhiên đi về trước mặt Diệp Huyên. Kỳ An Chi lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra, đặt vào trong tay Diệp Huyên. Sau đó xoay người rời khỏi, lần này nàng ta không quay lại nữa. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trong tay, khi thấy đồ bên trong nhẫn, hắn ngẩn ra. Màn thầu, bánh bao, đùi gà. Bên trong nhẫn chứa đồ chỉ có ba thứ này, quan trọng hơn là rất nhiều, ít nhất cũng có mấy trăm cái màn thầu, mấy trăm cái bánh bao, đùi gà thì càng đáng sợ hơn, phải đạt tới hơn 1.000 cái. Ông trời ơi! Diệp Huyên sững sờ chôn chân tại chỗ. Bạch Trạch nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Huyên, về nhà sớm nhé. Nói xong y xoay người rời đi. Học viên của Học viện Thương Lan ở gần đó đi tới trước mặt Diệp Huyên, cùng nhau thi lễ, viện trưởng hãy bảo trọng. Nói xong bọn họ xoay người rời đi.
nhưng vẫn có một người ở lại. Diệp Hinh. Diệp Hinh đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta hơi cúi đầu xuống, nhưng rất nhanh sau đó, nàng ta lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào Diệp Huyên, khi nãy ta giết 41 người, giết nhiều nhất. Nói xong, hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng ta nắm chặt lại, ánh mắt có chút hưng phấn. Diệp Huyên mỉm cười, lợi hại lắm. Nói xong, lòng bàn tay hắn mở ra, một món linh khí cực phẩm xuất hiện trước mặt Diệp Hinh, thưởng cho muội đó. Diệp Hinh ngẩn ra. Diệp Huyên cười hỏi, không thích à? Diệp Hinh vội vàng nhận lấy món linh khí cực phẩm đó, món linh khí cực phẩm này là một con dao găm, nhỏ nhắn, rất thích hợp với Diệp Hinh. Hiển nhiên Diệp Hinh rất thích, không ngừng vuốt ve. Diệp Huyên đáp, sau khi quay về phải tu luyện cho thật tốt, thực lực mạnh mẽ mới có thể sống tốt được. Diệp Hinh gật đầu một cái, nàng ta do dự đôi chút, sau đó nói nhỏ, lúc không có ai, ta có thể gọi huynh là Đường Ca không? Đường Ca. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của TAMLINS247.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website TAMLINS247.com để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó hắn cười đáp, được chứ. Diệp Hinh ngẩn người, hiển nhiên nàng ta không hề ngờ rằng Diệp Huyên sẽ đồng ý. Nàng ta lập tức ôm lấy Diệp Huyên, không cầm nổi nước mắt Đường Ca. Cảm xúc trong lòng Diệp Huyên lúc này khá phức tạp. Nhà họ Diệp. Càng ngày hắn càng cảm thấy xa lạ với gia tộc này. Một lúc sau, Diệp Hinh và những học viên của Học viện Thương Lan rời khỏi. Diệp Huyên không ở lại đây, sau khi tạm biệt Khương Cửu, hắn cũng rời đi. Khương Cửu nhìn dõi theo mãi tới khi Diệp Huyên hoàn toàn mất bóng, lúc này nàng ấy mới rời tầm mắt sang chỗ khác. Lục Cửu Ca bên cạnh Khương Cửu đột nhiên nói, hắn rất xuất sắc. Khương Cửu nhìn về phía Lục Cửu Ca mỉm cười, điện hạ, tốc độ phát triển của hắn rất nhanh, chỉ cần qua một năm, sợ rằng hắn đã tới Trung Thổ Thần Châu rồi, đến lúc đó liệu điện hạ có theo kịp bước chân của hắn không? Khương Cửu bình thản nói, Lục Quốc Sư muốn nói gì? Lục Cửu Ca đáp, điện hạ là người thông minh, chắc hẳn là hiểu ý của ta rồi. Khương Cửu im lặng. Lúc này Lục Cửu Ca đột nhiên đưa một quyển sách màu đen rất dày ra, binh điển, bên trong có 72 mưu kế tác chiến của binh gia chúng ta, còn có công hiệu diễn hóa chiến trường. Chỉ cần điện hạ muốn thì chiến cuộc sẽ tự động được diễn hóa ở trong đầu, vô số kết quả cũng hiện lên trong đầu. Trừ đó ra, bên trong còn ghi chép binh quyết, công pháp chí cao của binh gia nữa. Ngoài ra còn có các loại võ kỹ. Nói tới đây, nàng ta nhìn về phía Khương Cửu, nếu như điện hạ đồng ý trở thành truyền nhân của binh gia, vậy từ giờ phút này trở đi, ta chính là người hộ đạo của điện hạ. Người hộ đạo. Khương Cửu nhíu chặt mày, binh gia. Lục Cửu Ca cười đáp, binh gia. Chỉ khi gia nhập vào binh gia thì tương lai điện hạ mới có đủ khả năng dẫn dắt đạo binh, tiên binh, thậm chí là hồn binh trong truyền thuyết, hoặc là những tồn tại ở trên nữa. Khương Cửu nhìn Lục Cửu Ca thật kỹ. Rốt cục ngươi là ai vậy hả? Hai tay Lục Cửu Ca nhẹ nhàng vỗ lên đôi chân mình, một người tàn phế mà thôi, hãy đi theo ta. Nói tới đây, nàng ta xoay người rời đi. Khương Cửu im lặng một lúc, sau đó cũng đi theo. Chương 346, ta tên Diệp Huyên. Trận chiến ở Khai Dương Thành nhanh chóng truyền khắp Thanh Châu, toàn bộ Thanh Châu chấn động. Binh sĩ Hắc Diễm quân bị tiêu diệt toàn bộ. Lúc nhận được tin này, vô số người đều phải khiếp sợ. Đó là Hắc Diễm quân đấy. Đội kỵ binh mạnh mẽ nhất trong lãnh thổ Thanh Châu đó. Vậy mà bị tiêu diệt sạch. Diệp Huyên. Cái tên Diệp Huyên lan truyền nhanh như ôn dịch, trong thời gian ngắn đã vang khắp lãnh thổ Thanh Châu. Nguyên nhân khiến danh tiếng của Diệp Huyên được lan tỏa nhanh như vậy chính là vì hiện giờ Diệp Huyên đã là một vị kiếm chủ. Kiếm chủ chưa đầy 20 tuổi. Đừng nói là trong lãnh thổ Thanh Châu, cho dù là ở Trung Thổ Thần Châu thì cũng được coi là yêu nghiệt cao cấp nhất. Theo danh tiếng của Diệp Huyên được vang xa, một số chuyện trong quá khứ cũng được lộ ra, ví dụ như chuyện Diệp Huyên bị Học viện Thương Mộc đuổi đi. Hiện giờ Học viện Thương Mộc ở trong lãnh thổ Thanh Châu đã trở thành trò cười. Còn nhân vật chính là Diệp Huyên thì đã đi tới đế đô Sở Quốc. Có thể nói hiện giờ lòng người Sở Quốc đã vô cùng bàng hoàng.
bởi vì 100.000 kỵ binh Sở Quốc đại bại, chỉ chưa đầy 30.000 kỵ binh quay về. Sở Quốc bị thương nặng như vậy đã hoàn toàn không còn sức mạnh gì cả. Đặc biệt là lúc này, Học viện Thương Mộc và Đế quốc Đại Vân đã biệt tâm biệt tích. Không có Học viện Thương Mộc, thế giới ngầm và Đế quốc Đại Vân chống lưng, Sở Quốc chống nổi Khương quốc sao? Khương quốc sẽ từ bỏ ý đồ sao? Toàn bộ Sở Quốc đang rối loạn. Trong đại điện hoàng cung Sở Quốc, quốc chủ Sở Quốc ngồi trên ghế rồng, bên dưới là các đại thần Sở Quốc. Sắc mặt quốc chủ Sở Quốc lạnh lùng, nói, sao hả, câm rồi à? Phía dưới không có ai nói gì cả. Quốc chủ Sở Quốc đột nhiên đứng lên, giận dữ nói, toàn là một lũ ăn hại. Khương quốc đáng sợ như vậy sao? Vậy đã khiến các ngươi mất sạch dũng khí hả? Đúng lúc này, một tên thị vệ hoảng hốt xông vào trong đại điện, có một thanh niên xuất hiện ở cửa cung, hắn tự xưng mình là Diệp Huyên. Diệp Huyên. Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Quốc chủ Sở Quốc tê liệt trên ghế rồng, sắc mặt ông ta tái nhợt. Sắc mặt những vị đại thần Sở Quốc có mặt ở đó cũng vô cùng khó coi, thậm chí phải nói là sợ hãi. Bọn họ đã nghe nói qua trước đây Diệp Huyên đối xử với Đường Quốc như thế nào, hắn là một tên đồ tể giết người. Hắn tới giết hoàng thất Sở Quốc sao? Lúc này, một thanh niên đột nhiên xuất hiện ở cửa đại điện, hai mắt hắn khép hờ. Mặc một bộ áo dài trắng có những họa tiết đen, bên trên áo vẫn còn dính máu tươi chưa khô, trên tay thì cầm một thanh kiếm, máu tươi đang từ từ chảy xuống theo thân kiếm. Diệp Huyên. Sau khi Diệp Huyên tiến tới Sở Quốc đã xông thẳng tới Hoàng Cung, trên đường đi giết khá nhiều người. Sau khi những binh sĩ Sở Quốc này biết được tên hắn thì đám binh sĩ Sở Quốc này không dám ngăn cản nữa, vậy là hành trình đi từ ngoài cung tới trong đại điện của hắn tương đối thuận lợi. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, những đại thần ở trong vội vàng lui lại, trong ánh mắt hiện rõ vẻ sợ hãi, chỉ có mấy tên võ tướng không lùi, nhưng trong đôi mắt cũng hiện vẻ kiêng dè. Trên ghế rồng, quốc chủ Sở Quốc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, hai tay ông ta siết thật chặt, khẽ run rẩy. Diệp Huyên cầm kiếm từ từ đi tới trước mặt quốc chủ Sở Quốc, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía quốc chủ Sở Quốc, ta tự giới thiệu bản thân mình, ta tên Diệp Huyên, đến từ Khương Quốc. Hiện giờ là viện trưởng của Học viện Thương Lan. Làm càn. Cách đó không xa, một tên võ tướng đột nhiên gầm lên, Diệp Huyên, đây là đại điện hoàng cung Sở Quốc ta, há là chỗ cho ngươi làm càn. Ngươi. Tên võ tướng này im bặt, bởi vì chẳng biết từ khi nào, có một thanh kiếm cắm vào giữa trán gã. Hai mắt tên võ tướng này trợn trừng, máu tươi từ từ chảy ra từ giữa trán hắn, sau đó nhuộm đỏ toàn bộ gương mặt. Cuối cùng gã ngã thẳng ra đất. Tất cả những người có mặt đều ngẩn ra. Tay phải Diệp Huyên mở ra, thanh kiếm giữa lông mày tên võ tướng đột nhiên bay ra ngoài, khi xuất hiện lại thì đã rơi vào lòng bàn tay Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu, ta kính trọng lòng can đảm và lá gan của ngươi, nhưng hiện giờ là lúc ta nói chuyện, hãy nể mặt ta, nếu không ta sẽ khiến các ngươi không thể nói thêm câu nào được nữa. Nói xong, hắn từ từ đi về phía quốc chủ Sở Quốc. Lúc này, một ông lão xuất hiện sau lưng quốc chủ Sở Quốc. Cường giả vạn pháp cảnh. Diệp Huyên cầm kiếm liên tú trong tay, chỉ về phía tên cường giả vạn pháp cảnh kia, nếu như không muốn Sở Quốc mất nước, bị tiêu diệt, vậy mau cút xa vào. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, trong đôi mắt ông ta cũng hiện vẻ kiêng kỵ. Bởi vì Lý Mục chết như nào đã được truyền đi khắp Thanh Châu. Diệp Huyên đi tới trước mặt quốc chủ Sở Quốc. Quốc chủ Sở Quốc vừa định nói gì thì Diệp Huyên đột nhiên vung kiếm ra. Hai mắt quốc chủ Sở Quốc trợn trừng lên, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Tay phải Diệp Huyên cầm tóc quốc chủ Sở Quốc, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, cái đầu của ông ta bị hắn giơ lên. Diệp Huyên đá bay thi thể quốc chủ Sở Quốc ra ngoài, hắn ngồi trên ghế rồng, đặt cái đầu đẫm máu kia lên trên mặt bàn, hiện giờ chúng ta nói tới vấn đề bồi thường, đặc biệt là phí bồi thường tổn thất tinh thần của ta. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, phải bàn bạc cho thật kỹ. Mọi người. Chương 347, chỉ ba điều kiện. Trong đại điện im phăng phắc, giống như đã đóng băng vậy. Chết. Đường đường là quốc chủ Sở Quốc nhưng lại chết như vậy. Một số tên đại thần Sở Quốc tâm lý yếu đã tê liệt sụi lơ ra đất, những người còn lại cũng không kìm được mà run rẩy, chỉ còn một vài người có thể giữ được bình tĩnh. Sắc mặt ông lão sau lưng Diệp Huyên âm trầm tới cực hạn.
Ông ta là người duy nhất có đủ năng lực giết chết Diệp Huyên ở đây, nhưng ông ta không dám ra tay. Thứ nhất, nếu như ra tay thì rất có thể ông ta sẽ chết trước, kết cục của Lý Mục vẫn còn ở ngay trước mắt, phải biết Lý Mục là cường giả ngự pháp cảnh đó. Thứ hai, nếu như ra tay, Diệp Huyên nổi điên giận chó đánh mèo, ra tay với người dân Sở Quốc thì toàn bộ người dân Sở Quốc sẽ gặp tai họa. Không thể ra tay. Hai mắt ông lão từ từ đóng lại, cuối cùng ông ta khẽ thở dài một tiếng, hiện giờ Sở Quốc đã là cá nằm trên thớt Khương Quốc rồi, Khương Quốc muốn cắt như nào thì cắt như vậy. Diệp Huyên nhìn về phía đám đại thần Sở Quốc, phái một đại biểu ra. Nhưng không có ai dám đứng ra. Diệp Huyên nhún vai, vậy thì giết hết. Nghe Diệp Huyên nói vậy, đám đại thần Sở Quốc lập tức hốt hoảng, lúc này một ông lão lưng còng đi ra. Ông lão đi tới trước, cách Diệp Huyên không xa, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, trong đôi mắt không hề có chút sợ hãi gì, lão phu là thái phó Sở Quốc, Lý Sĩ. Diệp Huyên gật đầu, ta chỉ có vài điều kiện, ông cứ từ từ mà nghe, sau khi nghe xong nếu như không đồng ý thì chúng ta sẽ đổi người khác tới bàn chuyện. Nói tới đây, hắn đặt kiếm Liên Tú lên bàn, thứ nhất, ta sẽ lấy hết những thứ trong quốc khố của Sở Quốc. Thứ hai, hàng năm Sở Quốc phải bồi thường 500 triệu kim tệ cho Khương Quốc. Thứ ba, Sở Quốc có một tòa thành tên là Bắc Thành, tòa thành này rất gần với Khương Quốc, sau này nó thuộc về Khương Quốc. Chỉ ba điều kiện này, các ngươi có vấn đề gì không? Diệp Huyên vừa dứt lời, sắc mặt đám đại thần Sở Quốc có mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Mang tất cả bảo vật trong quốc khố Sở Quốc đi. Chỉ như vậy đã khiến Sở Quốc trở thành một nước nghèo. Ngoài đó ra còn bắt hàng năm Sở Quốc phải bồi thường 500 triệu kim tệ, làm vậy khác gì coi Sở Quốc là dê chứ. Quan trọng nhất chính là Bắc Thành, đây là tòa thành lớn thứ hai của Sở Quốc, gần bằng với đế đô Sở Quốc. Tòa thành này có ưu thế thiên nhiên to lớn, nam có thể chống đỡ Khương Quốc và Ninh Quốc, sau có nơi hiểm yếu để chống đỡ, hai bên Bắc Thành là sông rộng mênh mông. Nếu như Khương Quốc có được tòa thành này vậy chẳng khác nào đang tóm cổ họng Sở Quốc cả. Lý Sĩ tức giận tới mức thân thể run run, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi diệt Sở Quốc chúng ta luôn đi. Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, đã bay đầu quốc chủ Sở Quốc tới trước mặt Lý Sĩ, hắn cúi đầu, nhe răng cười, diệt Sở Quốc hả? Ông nghĩ ta không muốn sao? Ông nghĩ ta không làm được. Không diệt Sở Quốc là vì không muốn có thêm binh sĩ Khương Quốc ta chết trận mà thôi. Nói tới đây, hắn đi tới trước mặt Lý Sĩ, còn nữa, xin hãy nhớ kỹ chuyện này, Khương Quốc chúng ta không hề phát động chiến tranh, là Sở Quốc phát động. Hai tay Lý Sĩ siết chặt, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy làm vậy là quá tàn nhẫn sao? Khóe miệng Diệp Huyên nở một nụ cười mỉa mai, tàn nhẫn. Nếu như Sở Quốc các ông đánh vào Khương Quốc của ta, ông sẽ nói tàn nhẫn hay không tàn nhẫn với Khương Quốc của ta không? Không, không đâu, nếu như Sở Quốc đánh vào Khương Quốc, vậy vô số dân chúng Khương Quốc ta sẽ chết, hơn nữa còn chết rất thảm. Nói tới đây, hắn quay người trở về trước ghế rồng, ta không phải là người dễ nói chuyện đâu, đặc biệt là đối với Sở Quốc, ta cũng không muốn nói nhảm qua nhiều, được hay không được thì nói một câu thôi. Vừa dứt lời, kiếm Liên Tú được Diệp Huyên đặt trên mặt bàn đột nhiên chấn động. Xung quanh lập tức yên tĩnh. Uy hiếp. Diệp Huyên đang uy hiếp một cách trắng trợn, không hề che giấu chút gì. Thân thể Lý Sĩ đang run rẩy. Đồng ý. Nếu như đồng ý, nguyên khí của Sở Quốc sẽ bị thương nặng, đồng thời sẽ trở thành một nước nhỏ. Nếu như không đồng ý, tên cuồng giết chóc trước mặt sẽ tắm máu cả đại điện. Chắc chắn Diệp Huyên dám làm vậy, đồng thời hắn cũng có thực lực làm vậy, không có ai nghi ngờ chuyện này cả. Sở Quốc ta đồng ý với ngươi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên ngoài đại điện truyền vào. Mọi người quay đầu nhìn lại, có một cô gái đứng ở cửa đại điện, cô gái này chừng 20 tuổi, mặc một bộ váy hoa cung đình rất hoa lệ. Khi thấy cô gái này, tất cả đại thần Sở Quốc ở đó đều hành lễ. Đại công chúa của Sở Quốc, Sở Chiêu Nam. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Sở Chiêu Hàn chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta nhìn thẳng vào Diệp Huyên, Sở Quốc ta đồng ý với ba điều kiện khi nãy. Diệp Huyên gật đầu, đưa ta tới quốc khố Sở Quốc. Sở Chiêu Nam quay người rời đi. Cứ như vậy, được Sở Chiêu Nam dẫn đường, Diệp Huyên đi vào trong quốc khố Sở Quốc. Diệp Huyên không thèm quan sát,
thu hết tất cả vào trong tháp giới ngục. Từ đầu đến cuối Sở Chiêu Nam không nói nửa lời. Diệp Huyên rời khỏi quốc khố, Sở Chiêu Nam chậm rãi đi theo. Ở cửa, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn xuống bên dưới. Ở bên dưới có hơn 10.000 binh sĩ Sở Quốc, trong ánh mắt những binh sĩ Sở Quốc này có kiêng kỵ, có e ngại, nhưng cũng có tức giận và oán hận. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, ta không sợ các ngươi trả thù, tuyệt đối không sợ. Nói xong hắn chậm rãi đi về phía xa. Ban đầu có hai tên binh sĩ không nhường đường, nhưng ngay sau đó đầu hai tên binh sĩ này đã bay ra bên ngoài. Khi đám binh sĩ Sở Quốc có mặt định ra tay thì Sở Chiêu Nam ở gần đó đột nhiên gầm lên, lui lại. Đám binh sĩ kia nhìn về phía Sở Chiêu Nam lạnh lùng nhìn những binh sĩ đó, tất cả lùi ra, ai vi phạm Chu Di cửu tộc. Đám binh sĩ kia không hề cam lòng, nhưng vẫn lui sang hai bên, nhường ra một con đường. Diệp Huyên đi về phía xa, đột nhiên hắn dừng lại, đúng lúc này, có một thanh kiếm bất ngờ chỉ vào giữa trán Sở Chiêu Nam. Sắc mặt Sở Chiêu Nam không chút cảm xúc, ánh mắt không chút dao động. Đám binh sĩ xung quanh nổi giận, sẵn sàng ra tay bất cứ khi nào. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta không muốn binh sĩ Khương Quốc rơi vào trong chiến tranh, ngươi là một cô gái thông minh, chắc hẳn biết mình nên làm như nào thì mới khiến Sở Quốc sống lâu. Sở Chiêu Nam nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, yên tâm đi, trước khi ngươi chết, binh sĩ Sở Quốc ta sẽ không tiến vào lãnh thổ Khương Quốc nửa bước. Diệp Huyên gật đầu, rất thẳng thắn. Nhớ kỹ lời ngươi nói, khi ta còn sống, nếu Sở Quốc dám có hành động gì vậy hậu quả sẽ không đơn giản như ngày hôm nay đâu. Nói xong hắn rảo bước rời khỏi đây. Ở hai bên, binh sĩ Sở Quốc không dám có hành động gì. Đứng trước cửa quốc khố, Sở Chiêu Nam từ từ nhắm mắt lại. Lúc này, ông lão Vạn Pháp Cảnh từng xuất hiện bên trong đại điện xuất hiện bên cạnh Sở Chiêu Nam. Sở Chiêu Nam nói, đến giờ học viện Thương Mộc và đế quốc Đại Vân vẫn chưa trả lời sao. Ông lão lắc đầu. Chương 348, ông đây có kiêu ngạo không? Sắc mặt Sở Chiêu Nam lập tức trở nên lạnh lùng, học viện Thương Mộc và đế quốc Đại Vân giỏi lắm. Khi quân của Sở Quốc thất bại, Sở Quốc đã xin học viện Thương Mộc và đế quốc Đại Vân cứu trợ, bởi vì Sở Quốc biết chắc chắn Khương Quốc sẽ không buông tha cho chúng. Nhưng học viện Thương Mộc và đế quốc Đại Vân không hề đáp lại. Ông lão khẽ thở dài một tiếng, ngày đó lão phu đã không đồng ý tấn công Khương Quốc rồi, học viện Thương Mộc và đế quốc Đại Vân sẽ không coi Sở Quốc là đồng minh đâu, bọn chúng chỉ lợi dụng Sở Quốc chúng ta mà thôi. Đáng tiếc là quốc chủ không chịu nghe theo, ôi chao. Sở Chiêu Nam cười lạnh, yên tâm, tương lai bọn chúng cũng sẽ gặp phải hậu quả như Sở Quốc chúng ta thôi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên rời khỏi đây, người này có thù tất báo, hắn sẽ không bỏ qua cho học viện Thương Mộc và đế quốc Đại Vân đâu. Ông lão gật đầu, trước đây học viện Thương Mộc Khương Quốc đuổi người này đi, đúng là quá mức ngu xuẩn mà. Hai mắt Sở Chiêu Nam từ từ nhắm lại, Khương Quốc có người này là may mắn của cả Khương Quốc. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi Sở Quốc cũng không quay lại Khương Quốc và tiến tới Vinh Quốc. Dùng lực lượng của một mình hắn chắc chắn không thể diệt được Sở Quốc và Vinh Quốc. Cho dù toàn bộ Khương Quốc tấn công thì cũng khó lòng hủy diệt hai quốc gia này trong thời gian ngắn. Và lại cho dù hủy diệt được hai nước này thì chắc chắn nguyên khí của Khương Quốc cũng bị thương nặng, giờ kẻ địch của họ vẫn còn học viện Thương Mộc và đế quốc Đại Vân nữa. Bởi vậy hiện giờ xuất binh sẽ là bất lợi với Khương Quốc, nhưng nếu như dễ dàng buông tha cho Sở Quốc và Vinh Quốc thì hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thế là hắn và Lục Cửu Ca nghĩ đến một việc. Trước tiên khiến nguyên khí của hai nước bị thương nặng, khiến trong vòng tối thiểu 10 năm hai nước không thể chiêu binh mãi mã. Mục đích hắn tới ăn cướp chính là như vậy. Sau khi bị hắn cướp sạch, chắc chắn nguyên khí của hai nước sẽ bị thương nặng, Khương Quốc có thể nhân cơ hội này để vươn lên. Cứ như vậy, Khương Quốc sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Ngoài đó ra, Học viện Thương Lan cũng cần phát triển. Muốn phát triển thì cần tốn tiền. Đặc biệt hiện giờ hắn muốn thành lập một nhánh đạo binh, có thể tưởng tượng được xây dựng một nhánh đạo binh cần nhiều tiền tới mức nào. Vinh Quốc. Một ngày sau, Diệp Huyên tới Vinh Quốc. Giống như Sở Quốc, sau khi biết Học viện Thương Mộc và đế quốc Đại Vân đại bại, toàn bộ Vinh Quốc rơi vào sợ hãi, hiển nhiên là chúng sợ Khương Quốc tới báo thù. Hoàng cung Vinh Quốc. Lúc này Hoàng cung Vinh Quốc đang đề phòng nghiêm ngặt,
10 bước một người. Bởi vì Vinh Quốc đã biết chuyện xảy ra ở Sở Quốc. Bên trong đại điện Hoàng Cung, quốc chủ Vinh Quốc đang ngồi trên ghế rồng, bên dưới là mấy chục tên đại thần Vinh Quốc đang đứng. Đại điện rất yên tĩnh, bầu không khí vô cùng nặng nề. Quốc chủ Vinh Quốc nhìn mọi người ở bên dưới, không ai muốn nói gì à. Một tên đại thần Vinh Quốc đứng dậy, ta cùng tồn vong với Vinh Quốc. Vô số đại thần có mặt cùng nhau hành lễ, chúng ta nguyện tồn vong cùng Vinh Quốc. Cùng tồn vong. Vinh Quốc mỉm cười, rất tốt, chí đại thần Vinh Quốc chúng ta có khí phách hơn đại thần Sở Quốc. Yên tâm đi, trời có sập xuống thì cũng có trầm chống đỡ trước. Lúc này một tên thị vệ đột nhiên chạy vào trong đại điện, bẩm quốc chủ, Diệp Huyên tới rồi. Hắn đã giết hơn 100 người. Diệp Huyên. Nghe vậy, sắc mặt các đại thần có mặt lập tức thay đổi. Quốc chủ Vinh Quốc bình thản nói, truyền lệnh xuống, không được chống cự, để hắn tiến vào. Tên thị vệ kia có phần do dự. Quốc chủ Vinh Quốc cười nói, hãy làm theo lời chấm. Tên thị vệ đó do dự đôi chút, sau đó quay người rời đi. Một lúc sau, Diệp Huyên đi vào trong đại điện, kiếm trong tay hắn còn đang dính máu. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyên. Kiếm chủ trẻ tuổi nhất ở Thanh Châu. Quốc chủ Vinh Quốc đánh giá Diệp Huyên, cười nói, không hổ là kiếm chủ trẻ tuổi nhất Thanh Châu, thể hiện rõ phong thái của một vị kiếm tu. Diệp Huyên dừng bước lại, đúng lúc này có một thanh niên chừng 20 tuổi xuất hiện bên ngoài điện, trên người mặc một bộ áo trắng, giống quốc chủ Vinh Quốc tới 6-7 phần. Sau lưng thanh niên đó còn một thanh niên khác mặc áo xanh, trên tay cầm một viên ngọc bội. Thanh niên áo xanh đi tới trước mặt quốc chủ Vinh Quốc, cúi người thật sâu, phụ hoàng. Quốc chủ Vinh Quốc nhíu mày, giận dữ nói con trở về làm gì? Ai báo cho con? Thanh niên kia lắc đầu, quốc gia gặp nạn, sao nhi thần có thể không về? Nói tới đây, gã nhìn về phía thanh niên áo xanh ở gần đó, thanh niên áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi thuộc Học viện Thương Lan Thanh Châu sao? Diệp Huyên gật đầu. Thanh niên áo xanh lấy ra một tấm lệnh bài, bình thản nói có nhận ra tấm lệnh này không? Lệnh Thương Lan. Diệp Huyên nhíu mày lại. Thanh niên áo xanh đi tới trước mặt Diệp Huyên. Sắc mặt có phần kiêu ngạo, ta là đệ tử đứng đầu ngoại viện của Học viện Thương Lan ở Trung Thổ Thần Châu, hiện giờ ta ra lệnh cho ngươi lập tức rời khỏi Vinh Quốc. Ngươi! Thanh niên áo xanh kia lập tức dừng lại. Bởi vì có một thanh kiếm chỉ vào giữa trán thanh niên áo xanh. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Diệp Huyên lắc đầu, đệ tử đứng đầu. Ông đây còn là viện trưởng đó. Ông đây có kiêu ngạo không? Chương 349, nói thêm câu nữa là ta chém chết ngươi. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người đều ngẩn ra. Không nể mặt cả Tổng viện Học viện Thương Lan sao? Chẳng phải Diệp Huyên cũng thuộc Học viện Thương Lan hay sao? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đừng nói là mọi người, ngay cả thanh niên áo xanh lẫn thanh niên áo trắng đều ngẩn ra. Gã là Thái tử Vinh Quốc, trước đó vẫn luôn đi rèn luyện ở bên ngoài. Trong một chuyến tới Trung Thổ Thần Châu, có quen được thanh niên áo xanh này, lần này Vinh Quốc gặp nạn, cộng thêm Diệp Huyên là người của Học viện Thương Lan, vậy nên gã đã mời thanh niên áo xanh tới đây. Diệp Huyên thuộc Học viện Thương Lan, hắn cũng nên nể mặt Học viện Thương Lan ở Trung Thổ Thần Châu chứ. Nhưng gã phát hiện ra hình như bản thân gã đã nhầm to rồi. Thanh niên áo xanh trước mặt Diệp Huyên nhìn Diệp Huyên với ánh mắt sợ hãi. Bởi vì nhát kiếm khi nãy chỉ là một đòn tiện tay của Diệp Huyên, dù gã cũng không sẵn sàng nhưng không đến mức gã không có cả sức đánh trả như vậy chứ. Chuyện này chỉ có một khả năng, đó chính là thực lực của Diệp Huyên vượt xa gã. Vừa nghĩ tới đây, thanh niên áo xanh vứt bỏ vẻ ngạo mạn và suy nghĩ coi thường trong lòng đi, trầm giọng nói, ngươi và ta đều là học viên của Học viện Thương Lan. Diệp Huyên cười nói, ta thuộc Học viện Thương Lan, nhưng không cùng Học viện Thương Lan với ngươi. Việc này là việc giữa ta và Vinh Quốc, ngươi đừng có lắm miệng, hiểu chưa? Thanh niên áo xanh nhìn Diệp Huyên, ngươi không nhận Tổng viện. Diệp Huyên cười đáp, chính Tổng viện đã không nhận chúng ta trước. Thanh niên áo xanh định nói gì nữa thì đúng lúc này, kiếm của Diệp Huyên bắn ra trước. Phụt! Mũi kiếm đâm sâu nửa tấc, giữa trán thanh niên áo xanh chảy đầy máu tươi. Đồng tử thanh niên áo xanh co lại, trong lòng sợ hãi tột cùng.
Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, nói thêm một câu nữa là ta chém chết ngươi. Thanh niên áo xanh nhìn Diệp Huyên thật kỹ, sau đó xoay người rời khỏi đây. Gã không nói lời nào cả, mấy lời hung ác thì càng không. Bởi vì gã nhận ra Diệp Huyên dám giết gã, dưới tình hình này mà vẫn dám nói ra mấy lời hung ác thì quả thực là rất ngu xuẩn. Thấy thanh niên áo xanh định rời đi, thanh niên áo trắng sợ hãi, vội vàng đuổi theo Cố huynh. Thanh niên áo xanh dừng bước, xin lỗi, ta cũng không làm gì được. Nói xong gã rảo bước rời khỏi đây, nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Đại điện lại rơi vào trạng thái yên ắng. Diệp Huyên quay người đi về phía quốc chủ Vinh Quốc, lúc này một vài tên đại thần Vinh Quốc đột nhiên ngăn cản trước mặt quốc chủ Vinh Quốc, ban đầu chỉ có vài người, nhưng rất nhanh đã có thêm nhiều đại thần đi tới ngăn cản trước mặt Diệp Huyên. Trong mắt những vị đại thần này có e ngại, nhưng cũng có người thấy chết không sờn. Trong địa giới Thanh Châu, chỉ cần vạn pháp cảnh không ra tay, không ai có thể chống lại Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm ngâm trong giây lát. Sau đó nhìn về phía quốc chủ Vinh Quốc ở gần đó, ta thấy ông không phải hạng ngu xuẩn, vì sao lại phát động trận chiến tranh này? Quốc chủ Vinh Quốc đứng dậy đi về phía Diệp Huyên, lúc này tên thanh niên áo trắng kia vội vàng đứng ngăn ở trước mặt ông ta, phụ hoàng. Quốc chủ Vinh Quốc lắc đầu, ông ta đi vòng qua thanh niên áo trắng, tới trước mặt Diệp Huyên, Vinh Quốc chúng ta không có thực lực từ chối học viện Thương Mộc và đế quốc Đại Vân, đương nhiên cũng do lòng tham của ta. Nếu trận chiến trước đó chúng ta thắng, nuốt sạch Khương quốc, vậy quốc lực của Vinh quốc chắc chắn sẽ tăng lên nhiều, đáng tiếc là không tính tới ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ông đã chuẩn bị trả giá nặng nề chưa? Diệp Huyên. Thanh niên áo trắng đứng sau lưng quốc chủ Vinh quốc đột nhiên xông vọt tới trước mặt Diệp Huyên, gã nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi chớ khinh người quá đáng, cho dù Vinh quốc chúng ta chết. Diệp Huyên đột nhiên đâm một kiếm ra. Chỉ thẳng vào yết hầu tên thanh niên áo trắng kia. Lúc này, có vô số binh sĩ Vinh quốc đột nhiên xông vào. Chỉ trong nháy mắt đại điện đã chật cứng, không chỉ là trong đại điện, bên ngoài đại điện cũng chật kín binh sĩ Vinh quốc. Đại chiến vô cùng căng thẳng. Tay trái Diệp Huyên đột nhiên chỉ về phía bên trái, hai thanh phí kiếm đồng thời bay ra ngoài. Ở cách đó hơn một trượng, đầu hơn 20 tên binh sĩ Vinh quốc bay ra ngoài. Sau đó tay trái hắn nhẹ nhàng quét về phía sau, hai thanh phi kiếm bay thẳng qua đó, hơn 20 tên binh sĩ sau lưng Diệp Huyên cũng đột nhiên ngã xuống mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước gì. Tất cả mọi người ở xung quanh còn chưa kịp bình tĩnh lại. Chương 350, có dị nghị gì không? Lúc này Diệp Huyên định ra tay thì quốc chủ Vinh Quốc ở gần gió đột nhiên nói, Vinh Quốc chúng ta nhận thua. Quốc chủ Vinh Quốc vừa dứt lời, hai thanh kiếm ở cách đó mấy trượng dừng lại. Hai thanh kiếm nằm ngang ở yết hầu hai tên binh sĩ Vinh quốc. Đã rách một lớp da mỏng. Trên trán hai tên binh sĩ chảy đầy mồ hôi lạnh, nếu như quốc chủ Vinh quốc nói chậm hơn một chút thì sợ rằng đầu của bọn chúng đã bay ra ngoài rồi. Tay trái Diệp Huyên ngoắc một cái, hai thanh kiếm bay trở về bên người hắn. Hắn nhìn quốc chủ Vinh quốc, chắc hẳn ông đã biết được điều kiện của ta với sở quốc, có dị nghị gì không? Quốc chủ Vinh quốc đang định nói gì thì lúc này thanh niên áo trắng đang bị Diệp Huyên dùng kiếm chỉ thẳng vào giữa trán lại há miệng ra trước, nhưng miệng gã vừa mới mở ra thì kiếm của Diệp Huyên đã đâm tới trước nửa tấc. Phụt. Trán thanh niên áo trắng bị đâm thủng, một dòng máu nóng chảy ra ngoài. Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, nói thêm một câu nữa, đầu ngươi sẽ rơi xuống. Thanh niên áo trắng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, hiển nhiên là không định nhân thua. Gã đang định nói gì đó thì quốc chủ Vinh quốc đột nhiên kéo thanh niên áo trắng lùi lại, ông ta vung tay tát lên mặt thanh niên áo trắng. Chát! Một cái tát vang dội. Quốc chủ Vinh quốc lạnh lùng nhìn thanh niên áo trắng, ra vẻ dũng cảm lúc này có ý nghĩa sao? Gương mặt thanh niên áo trắng có phần dữ tợn, Vinh quốc chúng ta nhiều binh sĩ như vậy, cần phải sợ hắn sao? Vì sao không liều mạng chứ? Quốc chủ Vinh quốc lắc đầu. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ thất vọng. Diệp Huyên chỉ là một người thật sao? Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của TAMLINS247.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website TAMLINS247.com để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. Nếu như Diệp Huyên chỉ là một người vậy đương nhiên Vinh Quốc không sợ, cho dù hắn là một vị kiếm chủ đi nữa.
Nhưng Diệp Huyên không chỉ có một mình, sau lưng hắn có một vị kiếm tiên, có Khương Quốc, có Túy Tiên Lâu, có Ninh Quốc. Một khi toàn diện khai chiến, Học viện Thương Mộc, Thế Giới Ngầm và Đế Quốc Đại Vân không giúp đỡ thì Sở Quốc hoàn toàn không có sức ngăn cản. Quốc chủ Sở Quốc không nhìn rõ điểm này, nhưng Sở Chiêu Nam nhìn thấu, vậy nên nàng ta để mặc Diệp Huyên ra tay không chút kiêng dè gì cả. Hiện giờ nếu như Vinh Quốc ra tay thì chắc chắn thứ chờ đợi Vinh Quốc chính là vong quốc, là diệt chủng. Quốc chủ Vinh Quốc đột nhiên nói, từ giờ trở đi, xóa bỏ danh hiệu thái tử của thái tử, vị trí thái tử do Tam Hoàng tử kế thừa, Mạc Viêm tiền bối là thái phó kiêm thủ phụ. Thanh niên áo trắng trợn mắt há mồm, phụ hoàng. Quốc chủ Vinh Quốc phất tay, một cường giả vạn pháp cảnh xuất hiện trước mặt thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng định nói gì đó thì tên cường giả vạn pháp cảnh này khẽ thở dài, thái tử, quốc chủ không muốn ngươi chết. Nói xong ông ta tóm lấy bả vai thanh niên áo trắng, biến mất khỏi đại điện. Chỉ là những binh sĩ Vinh Quốc kia vẫn không lùi lại, vây kín xung quanh Diệp Huyên, nhưng không có ai dám ra tay cả. Quốc chủ Vinh Quốc nhìn Diệp Huyên, ánh mắt khá phức tạp, Khương Quốc xuất hiện một nhân tài như ngươi là sự may mắn của Khương Quốc. Diệp Huyên không nói gì cả. Quốc chủ Vinh Quốc cười nói, một câu cuối cùng, mục tiêu tiếp theo của ngươi là Học viện Thương Mộc. Thế Giới Ngầm và Đế Quốc Đại Vân đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Quốc chủ Vinh Quốc cười lớn một tiếng, cuối cùng ông ta quay người trở về ngai vàng của mình. Ông ta ngồi xuống, sau đó rút thanh dao găm vàng ở bên hông mình ra đâm thẳng vào yết hầu của mình. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe. Ở bên dưới, Diệp Huyên quay người rời khỏi. Chương 351, quá đẹp trai cũng đau đầu. Quốc chủ Vinh Quốc phải chết. Đây là thái độ của Diệp Huyên. Vinh Quốc và Sở Quốc phát động chiến tranh với Khương Quốc dẫn tới vô số binh sĩ Khương Quốc chết trận, hai nước này nhất định phải trả giá đắt vì chuyện đó. Sau khi Diệp Huyên đi ra khỏi đại điện thì tiến thẳng tới quốc khố Vinh Quốc. Trong đại điện vang lên những tiếng kêu khóc. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi Hoàng cung Vinh Quốc. Lần này Diệp Huyên không chọn cách cưỡi sói đen rời khỏi mà cưỡi thuyền bay của Túy Tiên Lâu, bởi vì ở trên thuyền bay thì hắn có thể kiếm được một ít bảo vật. Về phần Học viện Thương Mộc ở Trung Thổ Thần Châu và Đế Quốc Đại Vân, đương nhiên hiện giờ hắn sẽ không tới đó để chịu chết. Đừng thấy Khương Quốc đang thắng lợi nhưng nguyên khí của Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm vẫn chưa bị thương nặng, đặc biệt là Đế Quốc Đại Vân, quốc lực tổng thể vẫn còn. Cứ từ từ. Việc cấp bách của hắn hiện giờ chính là tăng cường thực lực của bản thân, tăng cường thực lực của những người bên cạnh và xây dựng đạo binh của Học viện Thương Lan. Trên cả thuyền bay chỉ có một người khách là Diệp Huyên, đây là ưu đãi Túy Tiên Lâu dành riêng cho hắn. Trong một căn phòng xa hoa, Diệp Huyên ngồi dưới đất, hiện giờ hắn đang kiểm kê bảo vật của mình. Sau khi cướp sạch quốc khố của Sở Quốc và Vinh Quốc, đương nhiên hắn đã chiếm được rất nhiều thứ. Chỉ riêng kim tệ đã lên tới 1 tỷ 400 triệu, cộng thêm số kim tệ hắn có thì hiện giờ hắn có tổng 1 tỷ 600 triệu. Ngoài kim tệ ra thì còn có 2 triệu linh thạch cực phẩm, 12 viên linh thạch ngọc phẩm. Cộng công pháp, võ kỹ, thân pháp bậc địa lại với nhau thì tổng là 25 bộ, cộng thêm tích lũy trước đó thì hắn đã có 35 bộ. Về phần linh khí cực phẩm, lần này hắn thu được tổng cộng 36 món, cộng thêm tích lũy trước đây của hắn. Chỉ riêng linh khí cực phẩm hắn đã có 85 món. Trừ đó ra thì cũng có linh khí bậc minh, nhưng không có nhiều, chỉ 6 cái mà thôi, nhưng lần này hắn khá may mắn, trong đó có 2 thanh kiếm. Kiếm. Diệp Huyên cầm 2 thanh kiếm đặt trước mặt mình, 2 thanh kiếm này khác với kiếm tật ảnh, một thanh kiếm thân khá rộng, trên thân kiếm có đường vân như tia điện, chuôi kiếm đen nhánh, chạm vào chỉ thấy lạnh lẽo thấu xương. Một thanh kiếm khác thì thân kiếm khá mỏng. Kiếm dài hơn bình thường, hai bên lưỡi tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Hai thanh kiếm bậc minh hạ phẩm. Cắn nuốt không? Diệp Huyên không chút do dự, cắn nuốt luôn. Hai thanh kiếm vừa tiến vào cơ thể đã lập tức biến thành vô số năng lượng, tản ra khắp nơi trong cơ thể Diệp Huyên. Thông u cảnh. Với thực lực của hắn hiện giờ vẫn chưa thể liều mạng với vạn pháp cảnh. Nhưng nếu như đạt tới thần hợp cảnh thì hoàn toàn có đủ năng lực liều mạng với vạn pháp cảnh, cho dù đánh không lại nhưng cũng không đến nỗi không có sức đánh trả. Nếu như hiện giờ hắn đối đầu với cường giả vạn pháp cảnh thì chắc chắn sẽ bị ăn hành ngậm mồm. Nhất định phải đạt tới thần hợp cảnh. Hắn không có ý định cắn nuốt hai thanh kiếm tật ảnh,
Bởi vì hiện giờ hai thanh kiếm này có tác dụng rất lớn đối với hắn, tuyệt đối không hề thua kém kiếm Liên Tú. Hiện giờ khi hắn chiến đấu với người khác, lực sát thương của hai thanh kiếm này rất cao. Hai thanh kiếm này có thể giữ lại được, và lại với tài sản của hắn hiện giờ, sau này hoàn toàn có thể tới Túy Tiên Lâu mua nhiều kiếm hơn. Trong thuyền bay, Diệp Huyên điên cuồng cắn nuốt năng lượng trong thanh kiếm Bậc Minh, hơi thở trên người hắn càng lúc càng mạnh, kiếm Liên Tú trong cơ thể cũng khẽ run lên, không ngừng hấp thu những năng lượng đó. Ở bên ngoài, chuyện Diệp Huyên gây ra ở Sở Quốc và Vinh Quốc nhanh chóng được lan truyền khắp lãnh thổ Thanh Châu. Hiện giờ trong cả Thanh Châu, danh tiếng của Diệp Huyên giống như mặt trời ban trưa vậy. Hiện giờ trong Khương Quốc, danh vọng của Diệp Huyên đã đạt tới đỉnh cao, ngày ngày có vô số người tới dưới chân núi Học viện Thương Lan, có vài người muốn xin gia nhập vào Học viện Thương Lan, cũng có vài người muốn tới xem Diệp Huyên. Về phần thế giới ngầm, Học viện Thương Mộc và Đế quốc Đại Vân, sau trận chiến ở Khai Dương Thành, ba phe thế lực này không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Một ngày sau, thuyền bay tới Khương Quốc, sau khi thuyền bay dừng lại, Diệp Huyên cũng không ra khỏi thuyền. Trên boong thuyền bay, hai cô gái thanh tú đang nói nhỏ với nhau. Hôm qua ta đã nhìn thấy vị kiếm tu kia rồi đó. Bề ngoài như nào hả? Cười rất đẹp, chỉ là sau khi tiến vào phòng thì chưa từng đi ra, chúng ta không thể vào trong được. Ôi! Yêu, nhìn dáng vẻ mê trai của ngươi kia, người ta là kiếm chủ đó, ngươi đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Kiếm chủ thì sao, hay là chúng ta dùng thuốc với hắn nhỉ? Trời ơi, ngươi đúng là đồ chết dẫm không biết xấu hổ mà. Khù khù! Một tiếng ho nhẹ vang lên từ phía sau lưng hai cô gái. Hai cô gái quay đầu lại, khi thấy rõ người tới thì hai cô gái đều kinh ngạc trong giây lát. Sau đó gương mặt nhỏ nhắn của cả hai đỏ bừng, giống như ánh bình minh ở chân trời vậy, vô cùng thẹn thùng. Người tới chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên đi tới, khi hắn định xuống thuyền bay thì hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, trên gương mặt hiện vẻ buồn rầu, đẹp trai quá cũng là một chuyện rất đau đầu. Nói xong hắn tung người nhảy xuống khỏi thuyền bay. Bên trên boong thuyền, hai cô gái xấu hổ ôm mặt. Sau khi Diệp Huyên xuống thuyền, đi thẳng về Học viện Thương Lan. Hắn vẫn chỉ là thông u cảnh. Cắn nuốt hai thanh kiếm này cũng không khiến hắn đạt tới thần hợp cảnh, cũng không giúp kiếm Liên Tú tăng lên, việc này khiến hắn cảm thấy khá thất vọng. Cùng lúc đó hắn cũng phát hiện ra sau khi hắn đạt tới thông u cảnh, yêu cầu về kiếm càng lúc càng cao. Đặc biệt là kiếm Liên Tú, nếu như muốn đạt tới bậc chân trung phẩm thì không biết phải cần cắn nuốt bao nhiêu kiếm Bậc Minh nữa. Ban đầu hắn cho rằng nhiều nhất là 4-5 thanh nhưng hiện giờ xem ra thì hắn đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Sợ rằng hắn và kiếm Liên Tú muốn tiến thêm một bước thì cần ít nhất 10 thanh kiếm Bậc Minh, thậm chí nhiều hơn. Vừa nghĩ tới đây Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy mình quá nghèo. Chỉ trong thời gian ngắn Diệp Huyên đã tiến vào trong thành, hiện giờ khắp nơi trong đế đô đều vui mừng. Khương Quốc chiến thắng. Lúc đại quân Sở Quốc, Vinh Quốc, Học viện Thương Mộc và Đế quốc Đại Vân lấn áp thì người dân Khương Quốc cũng rất sợ hãi, bởi vì nếu Khương Quốc bị mất nước thì bọn họ sẽ trở thành nô lệ mất nước, số mệnh vô cùng bi thảm. Khương Quốc chiến thắng. Khi nhìn người dân trong thành mừng rỡ, trên gương mặt Diệp Huyên cũng hiện lên một nụ cười. Bảo vệ quốc gia. Hắn không suy nghĩ quá nhiều, hắn chỉ biết hắn. Binh sĩ Khương Quốc và học viên Học viện Thương Lan liều chết chiến đấu ở thành Khai Dương đã giúp cho rất nhiều người sống sót. Trách nhiệm. Khi còn nhỏ, mẫu thân đột nhiên bỏ đi, lúc này khi nhìn thấy muội muội nhỏ gầy, lần đầu tiên hắn cảm thấy trách nhiệm. Nhất định phải bảo vệ cho muội muội. Đây là trách nhiệm của một người ca ca. Chương 352, ngươi là Diệp Quốc sĩ phải không? Sau khi lớn lên, thân là thế tử nhà họ Diệp. Lúc này trên người hắn lại có thêm một phần trách nhiệm, đó là tranh giành lợi ích vì gia tộc, phấn đấu vì gia tộc. Cho dù sau này gia tộc vứt bỏ hắn và muội muội, nhưng hắn chưa từng thấy thẹn với nhà họ Diệp. Hiện giờ hắn là viện trưởng của Học viện Thương Lan, hắn là quốc sĩ Khương Quốc, là đại ca của Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi. Trách nhiệm vẫn luôn tồn tại, hơn nữa càng lúc càng lớn. Đàn ông nên gánh vác trách nhiệm thuộc về bản thân mình. Mệt mỏi. Đúng vậy, sẽ rất mệt mỏi. Nhưng nếu như không có một thế gia tốt,
không có một người phụ thân tốt, nếu như ngươi không mệt mỏi thì chỉ có thể là một tên bỏ đi mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, một luồng kiếm ý đột nhiên tỏa ra từ trong cơ thể Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẩn ngơ tại chỗ. Kiếm ý này tự mình tỏa ra, kiếm ý này có ý thức hay sao? Diệp Huyên cảm thấy giật bắn người khi nghĩ như vậy. Còn có một việc nữa, nếu như là kiếm ý thiện ác vậy có mặt thiện thì cũng phải có mặt ác, chỉ là mặt ác đâu rồi. Uy lực của kiếm ý ác niệm như thế nào? Diệp Huyên khá tò mò. Ngươi là Diệp Quốc Sĩ phải không? Lúc này một giọng nói vang lên bên tai Diệp Huyên. Diệp Huyên dừng chân, quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái cầm ô hoa bướm đứng ở đó. Cô gái này bề ngoài xinh đẹp, vóc dáng rất được, hiện giờ nàng ta đang nhìn thẳng vào hắn, trong đôi mắt tràn ngập vẻ ngờ vực. Cô gái đó vừa dứt lời, một vài người xung quanh đua nhau nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta không phải Diệp Quốc Sĩ, Diệp Quốc Sĩ đẹp trai phong độ, khí chất người người, tài năng lẫn vẻ bề ngoài đều có cả, xuất sắc như cây ngọc đón gió vậy, vẻ đẹp trai của hắn không có bất kỳ ngôn từ nào miêu tả được, sao ta có thể là Diệp Quốc Sĩ cơ chứ? Ta không bằng một phần vạn của hắn. Cô gái. Sau khi Diệp Huyên nói xong, mặt không hề đỏ, hơi thở không rối loạn, hắn quay người rời đi. Lúc này cô gái đột nhiên lấy ra một bức vẽ chân dung từ trên người ra, bên trên chính là Diệp Huyên. Cô gái nhìn bức chân dung, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Diệp Huyên, nàng ta nói nhỏ, rất giống mà. Diệp Huyên. Lúc này cô gái đột nhiên ngăn cản trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn chằm chằm vào hắn, có phải là ngươi hay không? Diệp Huyên cảm thấy bất đắc dĩ, cô muốn làm gì hả? Nghe Diệp Huyên nói vậy, hai mắt cô gái sáng bừng lên, đúng là ngươi hả? Vừa dứt lời, chiếc ô trong tay nàng ta đóng lại, ngay sau đó, chiếc ô chỉ thẳng vào giữa trán Diệp Huyên. Kiếm thế. Kiếm ý. Tông sư kiếm đạo. Trong lòng Diệp Huyên giật thót, cô gái này là tông sư kiếm đạo, hơn nữa thanh kiếm trong tay nàng ta là một thanh kiếm bậc minh, phải nói là kiếm ô. Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều, một luồng kiếm ý ngăn ở trước mặt hắn. Kiếm ý thiện niệm. Kiếm ý thiện niệm biến thành một tấm khiến dày ngăn cản kiếm ô của cô gái đó. Khi nhìn thấy kiếm ý của Diệp Huyên, trong đôi mắt cô gái hiện rõ vẻ ngạc nhiên, kiếm ý lạ quá, ta chưa từng gặp qua. Vừa dứt lời, tay ngọc nàng ta khẽ xoay tròn, kiếm ô đột nhiên mở ra. Ầm. Diệp Huyên lập tức bị chấn bay ra ngoài 10 trượng, nhưng ngay sau đó, một thanh phi kiếm đâm lên trên thân kiếm ô của cô gái đó. Ầm. Cô gái nhanh chóng lùi về phía sau 20 trượng. Sau khi cô gái dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên ở cách đó không xa, trong mắt hiện rõ vẻ hưng phấn, kiếm chủ, người đã đạt tới kiếm chủ rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, học viện thương mộc phái cô tới hả? Cô gái đó ngẩn ra, sau đó lắc đầu, ta tên Kiếm Sở Sở, thuộc nhà họ Kiếm, đệ đệ ta tên Kiếm Tiểu Vương, chắc hẳn là ngươi có biết nhỉ? Kiếm Tiểu Vương. Diệp Huyên ngẩn ra, đương nhiên là hắn có biết, lúc ở bí cảnh Ninh Quốc, Kiếm Tiểu Vương và Cung Thanh Thành từng giúp đỡ hắn. Kiếm Sở Sở đánh giá Diệp Huyên, vốn ta định tới Trung Thổ Thần Châu nhưng đột nhiên nghe tin ngươi đã đạt tới kiếm chủ, vậy nên muốn tới tìm ngươi để trao đổi một phen. Ngươi rất lợi hại, hiện giờ e là ta không đánh lại ngươi. Diệp Huyên cười nói, cô cũng rất giỏi mà. Kiếm Sở Sở đi tới trước mặt Diệp Huyên, có phần tò mò, nói, ngươi làm như nào mới đạt tới kiếm chủ vậy? Có thể chia sẻ kinh nghiệm được không? Diệp Huyên ngẩn người, cô gái nói thẳng như vậy. Không kiêng kỵ chút gì sao? Kiếm Sở Sở trừng mắt nhìn hắn, được không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, hay là cô gia nhập vào học viện Thương Lan đi, tương lai chúng ta giao lưu kiếm đạo với nhau, sao hả? Kiếm Sở Sở không suy nghĩ chút gì, lập tức gật đầu, được. Diệp Huyên. Chương 353, phần thắng của các ngươi là số âm. Được. Diệp Huyên ngẩn ra. Đồng ý rồi hả? Diệp Huyên muốn xác nhận lại, lập tức hỏi cô đồng ý gia nhập học viện Thương Lan hả? Kiếm Sở Sở gật đầu, đồng ý chứ. Ngươi lợi hại như vậy, nếu đi theo ngươi thì chắc hẳn sẽ có thu hoạch kha khá. Chỉ là nếu như có một ngày ta lợi hại hơn ngươi thì ta sẽ rời đi đó. Diệp Huyên cười đáp, được. Đi thôi, theo ta về học viện Thương Lan nào.
Cứ như vậy, Học viện Thương Lan có thêm một học viên là tông sư kiếm đạo. Trong lòng Diệp Huyên đương nhiên sẽ cảm thấy đắc ý. Tông sư kiếm đạo đó. Và lại qua trận giao lưu với Kiếm Sở Sở khi nãy, hắn có thể nhận ra Kiếm Sở Sở đã là tông sư kiếm đạo đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể đạt tới kiếm chủ. Nếu như Kiếm Sở Sở đạt tới kiếm chủ, vậy Học viện Thương Lan sẽ có thêm một vị chiến tướng siêu cấp. Sau khi Diệp Huyên dẫn Kiếm Sở Sở trở về Học viện Thương Lan thì lập tức triệu tập tất cả học viên. Hiện giờ Học viện Thương Lan chỉ còn chưa đầy 30 học viên mà thôi, nhưng gần 30 học viên này đã trải qua trận đại chiến ở Khai Dương Thành, trưởng thành hơn trước nhiều. Trước điện Thương Lan, Diệp Huyên đối diện với mọi người, ở hai bên người hắn là Bạch Trạch, Mạc Vân Khởi và Kỳ An Chi cùng Kiếm Sở Sở mới gia nhập Học viện Thương Lan. Diệp Huyên đi tới trước mặt các học viên, còn sống có tốt không? Mọi người ngẩn ra, không hiểu được ý của Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, có rất nhiều huynh đệ của chúng ta chết ở Khai Dương Thành. Mọi người im lặng. Diệp Huyên nói tiếp, một người huynh đệ của ta từng nói lăn lộn ngoài đời nếu bị đánh chết thì là do chúng ta đáng bị vậy, hiện giờ ta tặng câu nói này cho các ngươi. Thế giới này không hề tươi đẹp đâu, nó rất tàn khốc. Nếu thực lực của các ngươi mạnh mẽ vậy các ngươi sẽ có năng lực sinh tồn mạnh hơn. Từ giờ trở đi, cường độ tu luyện của các ngươi tăng gấp đôi. Nói tới đây, một thanh linh khí bậc minh lóe lên, xuất hiện ở trong tay hắn. Khi thấy thanh linh khí bậc minh này, đôi mắt đám học viên sáng ngời. Diệp Huyên hỏi, có muốn không? Mọi người vội vàng gật đầu. Diệp Huyên nói, muốn hả? Được. Ai đạt tới thần hợp cảnh trước tiên thì thứ này thuộc về người đó. Thần hợp cảnh. Sắc mặt mọi người lập tức đắng ngắt, bởi vì trong số bọn họ còn vài người mới chỉ là lăng không cảnh. Lúc này Diệp Huyên nói tiếp, trừ đó ra thì còn tăng thêm một điều kiện, mỗi tháng sẽ có một lần kiểm tra, ba người đứng đầu sẽ được ban thưởng võ ký và công pháp bậc địa, người đứng đầu sẽ được nhận thêm một món linh khí cực phẩm. Người cuối cùng sẽ bị đuổi học, lập tức rời khỏi Học viện Thương Lan. Nghe Diệp Huyên nói vậy, tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngẩn ra, ba người Mạc Vân Khởi cũng nhìn về phía Diệp Huyên. Đuổi học. Trừng phạt rất nghiêm trọng đó. Diệp Huyên bình thản nói, có thưởng thì sẽ có phạt, những gì ta mới nói sẽ được áp dụng từ ngay bây giờ. Hiện giờ, giải tán. Nghe vậy, sắc mặt đám học viên có mặt đó đều trở nên nghiêm nghị. Đuổi học. Hiện giờ người ở Khương Quốc đều cảm thấy vinh quang khi trở thành học viên của Học viện Thương Lan, nếu như bị đuổi học thì đồng nghĩa với việc tất cả vinh quang sẽ tan thành mây khói. Không ai muốn rời đi cả. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ học viên của Học viện Thương Lan đều cảm thấy căng thẳng. Sau khi các học viên rời đi, Mạc Vân Khởi đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nói, Diệp Thổ Phỉ, làm vậy liệu có tàn khốc quá không? Diệp Huyên lắc đầu, ngươi đã gặp đạo binh của Học viện Thương Mộc. Đã gặp đội lính đánh thuê thứ 9, cũng gặp Hắc Diễm quân của đế quốc Đại Vân. Ngươi cảm thấy nếu so sánh học viên của chúng ta với bọn chúng thì như thế nào? Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của TAMLINS247.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website TAMLINS247.com để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. Mạc Vân Khởi im lặng. Bởi vì không thể nào so sánh được. Diệp Huyên đáp, hôm nay không đối xử tàn nhẫn với bọn họ vậy tương lai kẻ địch sẽ tàn nhẫn với bọn họ. Còn cả ba người các ngươi nữa, Lão Mặc, Lão Bạch, An Chi, thực lực của ba người các ngươi vẫn chưa đủ, không thể so sánh được với những yêu nghiệt chân chính đến từ Trung Thổ Thần Châu. Cố gắng lên, các ngươi cần tài nguyên tu luyện gì thì ta sẽ cố hết sức kiếm cho các ngươi. Ta chỉ mong rất lâu sau này. Lúc chúng ta quay đầu lại thì vẫn còn đầy đủ các huynh đệ. Nói xong hắn quay người rời đi. Ba người Mạc Vân Khởi im lặng. Tất cả bọn họ đều đạt tới thần hợp cảnh, Kỳ An Chi cũng đạt tới thần hợp cảnh, nhưng như vậy căn bản cũng không đủ. Trong thần hợp cảnh cũng có phân chia mạnh yếu. Nếu như xét ở Trung Thổ Thần Châu thì ba người cũng không quá mạnh. Một lúc sau, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, chúng ta cũng tu luyện thêm gấp đôi nào. Bạch Trạch gật đầu. Kỳ An Chi chỉ ngồi ăn màn thầu, không hề tỏ thái độ. Kiếm Sở Sở đột nhiên nói, đế quốc Đại Vân rất lợi hại. Ba người nhìn về phía Kiếm Sở Sở,
Kiếm Sở Sở chân thành nói, khi nãy dưới sự đánh giá của ta, nếu như Học viện Thương Lan và Đế quốc Đại Vân tấn công chính diện thì Học viện Thương Lan không có bất kỳ phần thắng gì cả. À, hình như các ngươi còn hai kẻ địch khác nữa là Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm. Nếu như hai thế lực này cũng tham gia, vậy phần thắng của các ngươi là số âm. Mạc Vân Khởi bất mãn nói, trước đó chúng ta chiến thắng mà. Kiếm Sở Sở nhìn Mạc Vân Khởi, có chút thương hại, ngươi quá ngu ngốc. Thiếu chút nữa thì Mạc Vân Khởi đã bùng nổ. Kiếm Sở Sở nói, nếu như Diệp Huyên đạt tới thần hợp cảnh vậy có nghĩa là Trung Thổ Thần Châu có thể phái cường giả vạn pháp cảnh tới. Nghe Kiếm Sở Sở nói vậy, sắc mặt ba người Mạc Vân Khởi lập tức thay đổi. Bọn họ đã lãng quên mất chuyện này. Vạn pháp cảnh. Thực lực của Diệp Huyên tăng lên một bước vậy có nghĩa Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm có thể phái cường giả vạn pháp cảnh ra, đến lúc cường giả vạn pháp cảnh tham chiến vậy Học viện Thương Lan phải ngăn cản như thế nào? Một lúc sau, ba người quay người rời đi. Tu luyện. Liều mạng tu luyện. Bất kể là Khương Quốc hay Học viện Thương Lan thì cũng chưa thắng lợi, nếu như nói nghiêm trọng ra thì bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Bởi vì vạn pháp cảnh mới là chiến lực trung tâm của mấy thế lực này. Chương 354, làm đi. Diệp Huyên đi vào điện Anh Linh, ngồi ở dưới đất, sau khi im lặng hồi lâu thì hắn đột nhiên nói nhỏ, Lão Kỷ, hiện giờ Học viện Thương Lan càng ngày sẽ càng tốt. Ông yên tâm đi, ta sẽ dẫn dắt mọi người phát triển tốt hơn, sẽ khiến Học viện Thương Lan ở Trung Thổ Thần Châu biết Học viện Thương Lan Khương Quốc chúng ta tuyệt đối không hề thua kém bọn họ. Trong điện Anh Linh, ánh nến chiếu rọi, chỉ có mình tiếng lẩm bẩm của Diệp Huyên. Không biết sau bao lâu, Diệp Huyên nằm ngủ thiếp đi ở trong điện. Sáng sớm hôm sau, một vầng thái dương đỏ rực từ từ bay lên từ nơi chân trời, vạn vật thức tỉnh. Diệp Huyên tỉnh dậy, chẳng biết từ khi nào trên người hắn đã có thêm một chiếc chăn dày, bên trên có mùi thơm thoang thoảng. Diệp Huyên mỉm cười, gấp chiếc chăn lại đặt gọn vào một góc, sau đó rời khỏi điện Anh Linh. Dưới ánh nắng, Diệp Huyên duỗi lưng một cái, cười nói, mọi thứ thật quen thuộc. Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, ở nơi xa, Khương Cửu Lao về trước, trên người mặc một bộ giáp bạc, nàng ấy vẫn xinh đẹp như trước đây. Khương Cửu đi tới trước mặt Diệp Huyên, ta đã chọn xong người rồi. Diệp Huyên gật đầu, đưa ta đi xem nào. Khương Cửu quay người dẫn Diệp Huyên đi tới một mảnh đất trống. Có 70 người đứng trước mặt Diệp Huyên. Lớn tuổi nhất chừng 30, nhỏ nhất là 20 tuổi. Trên thân 70 người này tỏa ra hơi thở giết chóc, vừa nhìn đã biết đều là những chiến sĩ trải qua hàng trăm trận chiến. Khi thấy Diệp Huyên, 70 người cùng quỳ một gối xuống, bái kiến Diệp quốc sĩ. Sắc mặt 70 người đều có phần kích động, sự tôn kính của bọn họ đối với Diệp Huyên hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng. Khương Cửu đứng cạnh có phần cảm khái, cũng may Diệp Huyên không có suy nghĩ xấu. Nếu không hắn muốn lật đổ hoàng thất Khương Quốc cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Danh vọng của Diệp Huyên ở Khương Quốc đã vượt qua hoàng thất Khương Quốc rồi. Diệp Huyên ở gần đó nói, đứng lên cả đi. 70 người đứng lên, nhìn Diệp Huyên với ánh mắt vô cùng hưng phấn. Diệp Huyên lên tiếng, từ giờ phút này trở đi các ngươi sẽ trở thành học viên của Học viện Thương Lan ta, nếu như không muốn thì hãy đứng ra, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Không có ai đứng ra cả. Diệp Huyên gật đầu, từ giờ trở đi, ta sẽ cho các ngươi tài nguyên tốt nhất, cho các ngươi trang bị tốt nhất, biến các ngươi thành đạo binh tinh nhuệ nhất trong lãnh thổ Thanh Châu. Đương nhiên tiếp sau đây các ngươi sẽ phải trải qua huấn luyện tàn khốc, vô cùng tàn khốc. Mỗi tháng một lần kiểm tra, ba người đứng cuối sẽ bị đào thải luôn. Đào thải luôn. Sắc mặt mọi người dần trở nên nghiêm nghị. Diệp Huyên quay người nhìn Khương Cửu, mỗi tháng ta cần thêm 3 binh sĩ, dùng họ để thay thế những người bị đào thải. Khương Cửu gật đầu, được. Diệp Huyên nói tiếp, bọn họ sẽ rời khỏi quân đội, tương lai chỉ được nghe theo mệnh lệnh của một mình ta. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên hỏi, được chứ? Khương Cửu vẫn im lặng. Diệp Huyên không nói gì cả. Một lúc sau, Khương Cửu hỏi, không tin vào chúng ta sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta có suy nghĩ riêng, nhánh đạo binh này chính là nền tảng trong tương lai của Học viện Thương Lan chúng ta muốn nắm giữ nó ở trong tay mình. Nếu như các ngươi không đồng ý, vậy ta sẽ tìm người khác. Sau khi đội kỵ binh này được huấn luyện xong,
Chắc chắn nó sẽ rất đáng sợ, hắn không muốn đội kỵ binh này rơi vào trong tay người khác, đây là đội kỵ binh hắn chuẩn bị cho Học viện Thương Lan. Khương Cửu bình tĩnh đáp, yên tâm đi, chúng ta sẽ không nhúng tay vào nhánh kỵ binh này. Nói xong nàng ấy quay người rời đi, khóe miệng hiện một nụ cười tự giễu. Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Khương Cửu, Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, sắc mặt có phần lạnh lẽo, sao vậy? Diệp Huyên hỏi tiếp, giận à? Khương Cửu gật đầu, thấy khó chịu trong lòng. Nàng ấy cảm thấy khó chịu không phải vì Khương Quốc không thể động vào đội đạo binh này mà vì nàng ấy cảm thấy Diệp Huyên không tin tưởng mình. Diệp Huyên mỉm cười đáp, ta mong sau này cô sẽ dẫn dắt đội kỵ binh này. Khương Cửu ngẩn ra. Diệp Huyên nói, tiểu cửu, ta không muốn để hoàng thất của cô nhúng tay vào đội kỵ binh này, bởi vì nếu như để bọn họ nhúng tay vào thì rất có thể mục đích tồn tại của đội kỵ binh này sẽ bị thay đổi. Nói một câu khó nghe, dù ngày nào đó ta không có ở đây thì Học viện Thương Lan cũng phải có sức tự vệ. Mà cô chính là người ta tin tưởng. Khương Cửu im lặng một hồi, sau đó nói, yên tâm đi, đội kỵ binh này chỉ thuộc về Học viện Thương Lan, sẽ không thuộc về Hoàng thất Khương Quốc đâu. Hoàng thất Khương Quốc cũng không có tư cách nhúng tay vào đội kỵ binh này. Chỉ là nếu như tương lai Khương Quốc gặp nạn, ta mong đội kỵ binh này có thể ra tay bảo vệ Khương Quốc. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên rồi. Chỉ là nếu như Hoàng thất Khương Quốc nổi loạn, bọn họ tuyệt đối không được tham gia vào. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyên, có ta và ngươi ở đây, không thể loạn được. Diệp Huyên cười đáp, đúng vậy. Khương Cửu trầm giọng nói, tiếp theo ta và đội kỵ binh này sẽ huấn luyện chung, ngươi định để ai tới huấn luyện bọn họ. Diệp Huyên cười nói, đã có lựa chọn rồi. Trong một đại điện, Diệp Huyên và Khương Cửu ngồi trên ghế, trước mặt bọn họ là Phong Lam, Mạc Nguyên và Lục Cửu Ca. Không biết bao lâu sau, Mạc Nguyên đột nhiên nói, ngươi muốn ba người chúng ta huấn luyện đội đạo binh này thay ngươi sao? Diệp Huyên gật đầu. Mạc Nguyên trầm giọng nói, ngươi phải biết muốn huấn luyện một đội đạo binh sẽ cần tốn rất nhiều tiền. Diệp Huyên đáp, ta biết, để ta giải quyết vấn đề tiền. Mạc Nguyên và Phong Lam nhìn về phía Lục Cửu Ca. Bởi vì Lục Cửu Ca thuộc binh gia. Lục Cửu Ca trầm ngâm trong giây lát, một lúc sau, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ta sẽ để cho bọn họ tu luyện một môn công pháp tên sát khí quyết. Công pháp này rất thích hợp cho binh sĩ tu luyện, nhưng lại rất tốn tiền, chỉ riêng phí tổng tu luyện công pháp này cho một binh sĩ đã cần 50 triệu tệ, đó là còn chưa tính những thứ khác. Diệp Huyên nghe xong, thiếu chút nữa là ngất xỉu. 50 triệu. Lúc này Lục Cửu Ca nói tiếp, nhưng tương lai bọn họ sẽ là một trong những đạo binh đáng sợ nhất khu vực Thanh Châu, à không phải, sẽ là ở cả Thanh Thương Giới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi chịu chi tiền. Nghe vậy, Diệp Huyên im lặng một hồi, sau đó cắn răng nói, làm đi. Chương 355, Tổng quản nội vụ. Làm đi. Diệp Huyên hiểu rất rõ với thực lực hiện giờ của Học viện Thương Lan thì chắc chắn không thể được, nhất định phải tăng lên. Muốn từ từ tăng lên là chuyện không thể, bởi vì Học viện Thương Mộc, Đế quốc Đại Vân và thế giới ngầm sẽ không cho bọn họ cơ hội từ từ phát triển. Muốn phát triển thì chỉ có cách nhanh chóng phát triển. Muốn nhanh chóng phát triển thì cần tiền. Rất nhiều tiền. Cũng may hắn đã chuẩn bị xong trang bị cho đội đạo binh này, nếu không thì hắn không thể thành lập đội đạo binh này được, cho dù tạo thành thì cũng không ra gì. Ngay cả như vậy thì hiện giờ hắn cũng cảm thấy hết hồn. Bởi vì đội kỵ binh này sẽ rất tốn tiền, không đúng, phải nói là đốt tiền. Sắc mặt Khương Cửu cũng trở nên nặng nề, cho dù Khương Quốc dốc hết quốc lực thì sợ rằng cũng chưa chắc chu cấp đủ cho nhánh kỵ binh này. Mà Diệp Huyên còn phải nuôi một đám học viên Học viện Thương Lan nữa. Không thể ngày nào cũng đi ăn cướp nhỉ. Lục Cửu Ca nhìn về phía Diệp Huyên, Học viện Thương Lan nhất định phải làm ra tiền. Diệp Huyên nhìn về phía Lục Cửu Ca bình thản nói, một mình ngươi nuôi một học viện. Đó là chuyện không thực tế, cũng không thể làm như vậy được. Hiện giờ Học viện Thương Lan có thể coi là một thế lực lớn ở Khương Quốc, có thể kiếm được tiền rồi. Diệp Huyên vội hỏi, kiếm tiền như thế nào? Lục Cửu Ca ngẫm nghĩ, sau đó nói, tự nghĩ đi. Diệp Huyên. Kiếm tiền. Sau khi tan họp, Diệp Huyên dẫn theo Khương Cửu tới Điện Thương Lan, mấy người Mạc Vân Khởi đều có mặt ở đó.
Vấn đề thảo luận của mọi người chính là kiếm tiền bằng cách nào. Chắc chắn không thể để Diệp Huyên gánh vác toàn bộ học viện Thương Lan được, nhất định phải kiếm tiền. Đang khi thảo luận thì Kiếm Sở Sở đột nhiên nói, chẳng phải việc này rất đơn giản hay sao? Mọi người nhìn về phía Kiếm Sở Sở, Kiếm Sở Sở trừng mắt nhìn họ, đầu tiên là thu học phí với học viên, thu chi phí sinh hoạt hàng ngày của bọn họ. Đương nhiên đối với những hoàn cảnh nghèo khó thì có thể miễn giảm một phần hoặc là miễn giảm toàn bộ, nhưng đối với những học viên giàu có thì không thể miễn giảm được. Nói tới đây, nàng ta dựng ngón tay thứ hai lên, thứ hai, mở cửa học viện Thương Lan ra, chỉ cần người của Khương Quốc chịu bỏ tiền thì sẽ có thể tiến vào tham quan, thậm chí là quan sát học viên tu luyện, đương nhiên phải khống chế ở một mức độ. Ngoài đó ra, ở sau núi học viện Thương Lan lớn như vậy, hoàn toàn có thể khai phá nó, kiểm tra xem có phát hiện mỏ quặng gì không, nếu như có thì học viện Thương Lan giàu to rồi. Nói tới đây nàng ta lại giơ thêm một ngón tay lên, thứ ba. Cho dù sau núi không có gì thì cũng có thể cho học viên của học viện Thương Lan đi tìm kiếm khắp nơi, đi tới những dãy núi vô chủ trong khu vực mênh mông kia để tìm kiếm, một khi tìm được thì lập tức chiếm lĩnh, sau đó phái người khai thác. Nói tới đây nàng ta dừng lại. Lúc này Diệp Huyên vội vàng nói tiếp đi. Kiếm Sở Sở nhìn Diệp Huyên, cười nói, có thể cho học viên của học viện lập nhóm đi xuống núi rèn luyện. Tiếp nhận nhiệm vụ của lính đánh thuê để tự bọn họ kiếm lấy một ít phí tổn tu luyện. Đầu tiên là có thể rèn luyện, thứ hai là có thể tăng cao danh tiếng của học viện Thương Lan. Diệp Huyên gật đầu, được, hay lắm, nói tiếp đi. Khóe miệng Kiếm Sở Sở cong lên, các ngươi có biết thế gia và các thế lực lớn kiếm nhiều tiền nhất ở đâu không hả? Mọi người lắc đầu. Những người có mặt ở đó đều không biết gì cả. Cho dù Khương Cửu là công chúa Khương Quốc nhưng phần lớn thời gian đều ở trong quân doanh, hiếm khi tìm hiểu những thứ này. Kiếm Sở Sở nghiêm mặt nhìn mấy người, nói, đó là thu phí bảo hộ. Mọi người. Kiếm Sở Sở nói, có thể thu một khoản phí bảo hộ nhất định với các thế lực lớn và thế gia. Khương Cửu nhíu chặt mày, không tốt lắm thì phải. Diệp Huyên cũng gật đầu, hình như không được đâu. Kiếm Sở Sở nói, các ngươi cảm thấy làm vậy là lấy mạnh hiếp yếu. Mấy người Diệp Huyên gật đầu. Kiếm Sở Sở trừng mắt lên, được, vậy đổi một cách khác đi, các ngươi hợp tác với bọn họ, một năm chỉ cần họ giao nộp bao nhiêu tiền là có thể cho con cháu trong nhà tới học viện Thương Lan để học tập. Đương nhiên đó không phải là học viên chính thức, chỉ tới để học tập thôi, nếu như thể hiện xuất sắc thì học viện Thương Lan có thể chính thức thu nhận làm học viên. Nếu như các ngươi làm như vậy, các thế gia và thế lực lớn sẽ lập tức đồng ý. Diệp Huyên do dự trong giây lát, sau đó nhìn mấy người Mạc Vân Khởi, các ngươi cảm thấy như nào? Mạc Vân Khởi ngẫm nghĩ, sau đó đáp, không phải là không thể làm được, ít nhất cũng phải khống chế mức độ, nếu không sợ rằng sẽ phá hủy danh tiếng của học viện Thương Lan. Kiếm Sở Sở gật đầu, chỉ cần khống chế mức độ, không được lòng tham không đáy, và lại mỗi năm cần phải kiểm soát số người, không thể quá nhiều được. Như vậy mới khiến nó đáng giá. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Kiếm Sở Sở, hiện giờ ta phong cô là tổng quản tài vụ của học viện Thương Lan, những chuyện này do cô phụ trách, sao hả? Kiếm Sở Sở trừng mắt lên, tổng quản tài vụ. Diệp Huyên gật đầu, tiền kiếm được đều do cô giữ, đương nhiên nếu như học viện Thương Lan cần dùng thì cô phải chi ra, cô có quen việc này không? Kiếm Sở Sở ngẫm nghĩ, sau đó nói, có lợi ích gì không? Diệp Huyên gật đầu, ta giao lưu với cô, đồng thời cũng chia sẻ tâm đắc kiếm đạo của ta với cô. Ngoài chuyện đó ra, hàng năm cô sẽ được nhận 10% số tiền kiếm được, sao hả? 10%. Đôi mắt Kiếm Sở Sở lập tức lóe sáng, nàng ta nhìn thấy rất nhiều tiền bay về phía mình. Diệp Huyên còn định nói gì nữa thì Kiếm Sở Sở đột nhiên đập bàn một cái, được luôn. Mọi người. Cứ như vậy. Học viện Thương Lan có thêm một vị tổng quản tài vụ. Diệp Huyên nhìn về phía Kỳ An Chi, cô phụ trách chuyện trong học viện, cô có thể thuê người, tất cả mọi chuyện trong nội bộ học viện Thương Lan đều do cô quản lý, đương nhiên chớ quên việc tu luyện. Kỳ An Chi gật đầu, được. Diệp Huyên hỏi lại, nếu như có khó khăn gì thì phải nói ra luôn, hiểu rồi chứ. Kỳ An Chi gật đầu thêm lần nữa, Ta và Bạch Trạch thì sao? Mạc Vân Khởi đột nhiên hỏi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, lão Mạc, hai người các ngươi xây dựng một tiểu đội,
Nhiệm vụ chính của nhiệm vụ này chính là đi khắp Thanh Châu tìm kiếm nhân tài, những nhân tài vô cùng xuất sắc. Nếu như tìm được, bọn họ nguyện ý thì hãy thu bọn họ vào Học viện Thương Lan. Nhân tài. Học viện Thương Lan muốn lớn mạnh ngoài việc chính bản thân hắn phải cố gắng tăng cường thực lực ra thì còn cần có thêm nhiều nhân tài tiến vào. Một mình hắn mạnh không có nghĩa là toàn bộ Học viện Thương Lan mạnh. Điều hắn cần làm chính là cho dù tương lai Diệp Huyên hắn không có ở đây thì Học viện Thương Lan vẫn lớn mạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.